ta chúng ta học tiếp cái phần mà tám tâm tham. Quý vị nghe kịp không? Nhưng mà cái này không phải từ hành tinh khác tới nha. Hay chưa? Có một số phật tử còn đang đi vô đấy. Đây thì hôm nay sư có được nghe có một số các cái phật tử thì khó khăn vấn đề mà ví dụ có tám cái tâm tham nó chưa hiểu đó, thì sư nay sư ôn lại, sư nhắc lại cho quý phật tử nghe. À, xin quý vị hoan hỷ. Phần lớn là sư mong rằng là các cái phật tử nên đọc cái quyển sách của mình đó. Vậy mỗi người có một quyển sách hả nè, có không? Cái vị nào chưa có, vị nào mà chưa có đó, ghi tên để cho con mới phát được. Dạ, xa thú, dạ. Nên phát cho các cái phật tử. Dạ, cái việc tổng hợp nội dung vô thị pháp á, thì trong cái phần mà tổng hợp nội dung vô thị pháp á, cái tám cái tâm tham á, là sư có đưa ra thí dụ ở trong đó đó. Quý phật tử nghe kịp không? Do đó đó thì cái đó nó là một điểm lợi cho các quý phật tử mình nó được dịp mà ôn lại cái câu thí dụ đó để cho người ta thấy rõ hơn. Thí dụ là tám cái tâm tham đó, thì sư muốn nhắc quý phật tử đầu tiên đó là câu hành hỷ, đúng không? Câu hành hỷ tương ứng kiến, cái đó là tám tâm tham mà sư đi từ từ lại nè, mà vô dẫn, đúng không nè? Thì thí dụ như là vô dẫn á, thì quý phật tử sẽ thấy vô dẫn là một cách mau lẹ, không có sự thúc giục của ta hay là của người. Cứ tự nhớ nha, vô dẫn này á là có một cách rất là mau lẹ, không sự thúc giục của ta hay của người. Quý phật tử đừng có nghĩ rằng cái chữ hủ dẫn này á là chỉ người thúc giục ta thôi. Trạng thái hủ dẫn này cũng là nơi con người ta cũng thúc giục ta được nữa. Quý phật tử nghe kịp không? Đắn đo, suy nghĩ, chần chừ, lưỡng lự, đó là hủ dẫn rồi đó. Quý phật tử nghe kịp chưa? Và đó cái chữ hủ vô dẫn này á là cái trạng thái là gì? Một cách mau lẹ, không có sự dẫn dắt, không sự dẫn dụ, không có sự thúc giục, không sự thúc đẩy của ta hay của người, phải không nào? Vô dẫn. Thì chúng ta sẽ thấy nè, ví dụ như câu tiếp một cách mau lẹ, đúng không? Một cách mau lẹ, đứa bé ăn cắp, phải không nào? Một trái xoài và nghĩ rằng việc làm đó không có tội, đúng không? Dạ, quý vị nghe kịp không? Một cách nô lệ, đứa bé ăn cắp một trái xoài và nghĩ rằng việc làm đó không có tội, thì cái đó là cái tâm tham thứ nhất được ví dụ như vậy đó. Thì chúng ta sẽ thấy là câu hành hỷ là việc tham của mình đó, cùng một lúc việc tham của mình đó có sự quan hỷ thỏa thích, nên gọi là câu hành hỷ. Cái tưởng nghiệp ha, có cả hai cái trạng thái mà mình tham dính mắt. Có một cái trạng thái tham dính mắt trong sự quan hỷ, và có trạng thái tham dính mắt nhưng mà trong cái thái thản nhiên bình thản, một cách rất là bình thường, không có gì mà bị lo cuốn trên ham muốn trong đó. Hấp dẫn lúc đó là xả thọ và hỷ thọ. Còn tương kiến đây thì sẽ muốn nhắc tương tự đây là cái chữ tà kiến á, đúng không? Cái tà kiến, tà kiến đó là tiếng Bali gọi là Mitcha Ditthi. Mitcha Ditthi, Mitcha Ditthi. Tuần tới là chủ nhật tới, chúng ta sẽ có 3 bài, ít nhất là 3 bài tiếp tục của Ngài Chatila nữa. Chúng ta sẽ nghe rõ về mấy cái trường hợp này là chúng ta bị sư nghe là sư bị bận nhiều quá, nó sẽ làm kiệt thôi chứ không có nhận ảnh. Vâng ạ. Do đó cái chữ tương kiến này á là sự tà kiến, và tà kiến tiếng Bali gọi là Vichcha Ditthi. Tà kiến tức là gì? Thấy sai, kiến là thấy, tà là sai. Sự thấy sai mà chấp lầm, ta gọi là tà kiến. Ví dụ tỉnh nhận kiệt ha. Như vậy thì kiến mà một cách mau lẹ là đứa bé là vô dẫn nè. Một cách mau lẹ, đứa bé ăn cắp là tham. Thẩm này mình phân tách ra, đứa bé ăn cắp là tham. Mở mặt chữ tham là gì? Là dính mắt vào đó, phải chưa nè? Rồi một trái xoài là đối tượng của tâm tham là trái xoài, và nghĩ rằng việc làm đó không có tội là tà kiến. Khi quý tử ăn cắp một việc làm người ta không cho,
cái tên ăn cắp mà việc nào người ta không cho là đó là mà ta nghĩ rằng là không có tội, đó là nghĩ sai rồi, thấy sai rồi. Quý tử nghe không, đứa bé nó nghĩ rằng là nó đứa con nít ăn cắp không có tội, nhưng mà dù nhỏ hay lớn, dù trẻ hay già, mà khi ăn cắp mà không cho như vậy là có tội. Và nhưng mà đứa bé đang nghĩ rằng là việc làm đó, việc ăn cắp của nó nghĩ nó không có tội, thì đó là cái trạng thái này là tà kiến. Cái tỉnh nghe kịp không, gọi là tà kiến. Nên cái thí dụ này để giải thích thích cái tâm tham thứ nhất là câu hành thị tương kiến vô giải. Một cách mau lẹ, đứa bé ăn cắp một cái xoài và nghĩ rằng việc làm đó không có tội, được chưa? Và chúng ta có thể dùng một cái ví dụ khác cũng được đó. Cái tụng kia kịp không nè, một cái ví dụ khác nè. Phật, người Phật tử vào chùa, một vị Phật tử vào chùa lấy một trái xoài mà không có xin phép vì thầy chủ trì và nghĩ rằng việc làm đó không có tội. Người ta nghe kịp không? Phật tử đến chùa lấy một cái cây, lấy một vật dụng gì trong ngôi chùa thì cũng người ta bảo đó là quý tử phải được sự đồng ý hay là sự cho phép. Nếu quý tử không có sự đồng ý hay là sự cho phép đó, quý tử lấy cái nào là quý tử phạm tội cái đó. Là tại vì lấy của ta bảo, quý tử nhớ hay nè. Mà nhưng mà người Phật tử họ nghĩ rằng là họ là người Phật tử, thậm chí có nhiều người Phật tử họ nói như là họ là người Phật tử lâu năm trong chùa này, thậm chí nữa họ là cái người mà gọi là gây dựng ngôi chùa này, xây dựng ngôi chùa này, tạo dựng ngôi chùa này, vân vân. Thì như đó họ có quyền lấy, nhưng mà như điều đó vẫn là sai lầm kiến chấp, hay là sai lầm trong kiến chấp, hay là gọi là gì, là tà kiến, thấy sai. Cho dù một cái đinh hay là một miếng bánh hay là một trái cây ở trong chùa, nếu có của tam bảo thì muốn lấy hay xin phải có được sự đồng ý của người quản lý ở trong ngôi chùa đó, nhất là chư tăng. Cái tự nghe kịp ha. Nhưng do đó đó, có nhiều người họ nghĩ như vậy đó, đó gọi là gì, tà kiến, gọi là tà kiến. Cái tự nghe kịp ha, được chưa? Đó là câu thứ nhất mà chúng ta lấy làm đó là thí. Ví dụ câu thứ hai chúng ta sẽ học tiếp, đó là gì, câu hành thị, không nè, câu hành thị tương ưng kiến, tương ưng kiến, tương ưng kiến và hữu hữu dạng. Câu hành thị tương ưng kiến và hữu dạng đổi qua cái chữ vô dạng thành vô hữu dạng, được chưa? Như vậy thì cái câu thứ hai là cái câu là gì, sự tham muốn với sự hỷ thọ vô thức và thấy sai chấp lầm mà có sự thúc giục của ta hay của người, đây gọi là hữu dạng. Cả trên nè, đánh đo suy nghĩ một thời gian, đứa bé lấy cắp một trái xoài và nghĩ rằng việc làm đó không tội. Hẳn là đánh đo suy nghĩ một thời gian, nó đứng lượn suy nghĩ 5-3 phút sau rồi nó khởi tâm, rồi nó bắt cái cắp cái trái xoài đó và nghĩ không có tội. Như vậy thì đánh đo suy nghĩ tức là gì, hữu dẫn. Biết tự nghe kịp ha, biết kịp là hữu dẫn, gọi là cái sự thúc giục của ta, trợ duyên cho ta, lôi kéo ta, thúc đẩy tâm ta khởi lên như vậy đó. Đắn đo suy nghĩ một thời gian, rồi đứa bé lấy cắp một trái xoài, quan hỷ lấy cắp một trái xoài và nghĩ rằng việc làm đã không tội, phải không nào? Vui mừng, cách vui mừng quan hỷ, phải không nào? Ở đây cũng vậy, vui mừng quan hỷ, nghĩ rằng việc làm đã không tội. Như vậy thì ở đây thì quý Phật tử sẽ thấy cái chữ mà đắn đo suy nghĩ là gì, là hữu dạng đó. Chứ tự nghe kẹp không, cái cách thức của đó từ đây về sau, khi quý tử nói hồi xưa danh từ đó là vô trợ, sau này gọi là vô dẫn, hồi xưa là hữu trợ, sau này gọi là hữu dẫn. Quý tử nghe kịp không, được chưa? Trợ đây gọi là trợ giúp, vợ hữu dẫn hay là vô dẫn, đây là sự dẫn dắt, thúc đẩy, lo kéo. Quý tử nghe kịp ha. Do đó thì cái trạng thái cái tâm thứ hai này là hữu dẫn, tâm thằng trước là gì, vô dẫn. Cái tâm này nặng tội hơn, tâm này nặng tội hơn, tâm này nhẹ tội hơn, nhẹ tội hơn với cái tâm trên. Cái tự nghe kẹp ha, cái tâm ở trên á
là tâm nó nặng tội nhất. Cái tự nghe kịp ha. Vì đó, do đó thì khi mà quý Phật tử học phần mà gọi là tám tâm tham này á, thì cái tâm tham thứ nhất á là tâm tham nặng tội nhất. Cái tự nghe kịp. Tâm tham thứ tám là tâm tham nhẹ tội nhất trong tám tâm tham. Được chưa? Rồi, nhưng chúng ta câu thứ hai và câu thứ ba. Câu thứ ba, câu hành hỷ. Câu hành hỷ. Bắt tường kia. Bắt tường kia. Vô dẫn. Vô dẫn. Được chưa? Được chưa? Rồi, chúng ta lấy ví dụ một cách mau lẹ lại. Một cách mau lẹ. Đứa bé ăn cắp một trái xoài. Ăn cắp một trái xoài. Vui mừng thỏa thích. Cứ tự bỏ mấy chân chung có vui mừng thỏa thích vô nó cũng được. Vui mừng thỏa thích. Vui mừng thỏa thích. Và nghĩ rằng, và nghĩ rằng việc làm đó là xấu, xa, tội lỗi. Nhìn chưa? Cái này là nó khác ở trên kia. Nó nghĩ là không có tội. Còn cái việc làm này, nó nghĩ là xấu, xa, tội lỗi. Tức là nó không có thấy sai. Cái tự nghe kịp không? Nhưng mà nó đối quá. Nó có thể đăng cấp. Cái tự nghe kịp không? Do đó đó, do đó đó, quý Phật tử sẽ nhớ đó là những cái chỗ thang trạng thái này, những cái trạng thái trên đây nó khác ở nhau chỗ đó, đó một cách cũng mau lẹ, nhưng mà ở đây nó nghĩ không tội, nhưng ở trên đây nó nghĩ rằng là xấu xa tội lỗi. Cái tự nghe kịp. Có những người con, có những người con ở trong cái bài mà hồi nhỏ chúng ta đi học về nhị thập tứ hiếu đó, nhị thập tứ hiếu đó, 24 loại hạng người mà hiếu thảo đó, như trẻ như là mặt mạnh tông đó, mấy ông nằm ngoài mùa đông tiết giá lạnh để mà cái măng nó lên rồi đem cho mẹ mình ăn đó, chúng ta nhớ như vậy đó. Thì có cái vị là gọi là gì, là ăn cắp một trái quýt, phải không nào, bỏ trong da tay áo sau khi ăn được vua đãi tiệc, ăn xong là thấy cái trái quýt thì ngon, bỏ vô trong tay áo thì nghĩ làm sao đem về cho mẹ ăn, phải không nào. Còn khi mà đánh lễ vua ngay về thì cái tay áo nó rớt hai trái quýt thì bị vua chê trách, bị chê trách nó chứ, à ngươi đang khanh đang ăn người ta đây rồi mà cũng chưa đỏ giờ còn lấy trái quýt để đem về đó, thì nó chứ không phải hà thằng đem về mà ăn nữa, nhưng mà đem về cho mẹ thì người vua quan thấy em này là có hiếu là tha tội chết, chứ không có khi vua đó. Vâng ạ, hồi xưa chúng ta nghe như vậy đó, nhưng mà cái trạng thái mà họ nói như vậy đó, họ chỉ là biện minh, biện minh trong cái việc làm là gì, là không có tội. Nhưng mà thực ra quý tự nhớ trong cái phương pháp môn mà luật mà đi chi về trộm cắp á, nó cắp năm chi. Quý tự học về thì giới luật cư sĩ về và trộm cắp nó có năm chi, và có chủ biết và có chủ khỏi tâm muốn cắp và quyết lòng lấy cắp, và khi mà cắp nó vô trong tay của ta thì ta bị đứt giới trộm cắp năm chi, phải không nào. Và có chủ biết và nó có chủ khỏi tâm muốn lấy cắp, biết lòng lấy cắp, nhà bạc đó vơi trong tay của ta, rơi vào trong tay ta, người ta phạm giới trộm cắp rồi. Cho dù lý do này lý do kia cũng là sự biện minh, nhưng mà cái giới chúng ta đã bị đứt, và trong việc làm đó mà chúng ta còn càng biện minh là chúng ta không có tội á, thì cái như vậy chúng ta còn tà kiến thêm nữa. Chúng ta nghe kịp không? Thấy chưa? Hiểu à? Do đó nó có một số các cái Phật tử, các số có những cái Phật tử họ sống trong cái tâm từ, họ sống trong tâm từ có cái tình thương chúng sanh lắm, tuy nhiên họ thiếu trí tuệ, do đó nó có những lúc đó họ dùng những ngôn từ lời nói mà sai chặt với sự thật để mà cứu một người khác, nghĩ rằng cái việc làm đó là đem lòng thương cứu một người đang bệnh hay là người khó khăn trở ngại, nghĩ là không có tội vẫn vi phạm với cái gì tà kiến của mình vì mình thiếu trí tuệ. Do đó là mình phải dùng ngôn từ không có chân thật để mà mình uốn nắn cái sự thật đó qua một vấn đề khác, làm cho người ta không có nỗi lo, nhưng mà thực ra trong đó mình chịu lấy cái trách nhiệm này. Cái tự nghe kịp ha. Do đó đó
Đức Phật ngài nói nó có hai cái loại mà chúng ta luôn luôn nhớ sẽ nhắc hoài, đúng không nào? Sacca Vadi và Sacca Kiriya. Quý tự nghe nhớ ha. Sacca Vadi là chân ngôn. Chân ngôn và Sacca Kiriya là chân hạnh. Lời nói chân thật và hành động chân thật. Hai cái này nó có năng lực phi thường. Quý Phật cứ nhớ hoài cho sẽ nhắc đến cái đó. Sacca Vadi là chân ngôn, Sacca Kiriya là chân hạnh. Hai cái này nó có năng lực phi thường. Lời nói thật nó có năng lực phi thường, hành động thật có năng lực phi thường, đem lại cho ta nhiều lợi lạc lắm. Còn chúng ta dùng những lời nói không thật hay những hành động chúng ta không thật, chúng ta không có cái năng lực ngay trước mắt á, là cái tâm ta gì hoảng hốt lo sợ, vì chúng ta không có một sự bảo chứng bởi một sự thật. Quý tình nghe kịp chưa? Do đó thì ở đây quý tình phải nhớ như vậy đó. Thì ở đây á, bắt tương kiến với cái trạng thái tương kiến, hai cái nó khác nhau là chỗ đó đó. Có những người họ nghĩ rằng là đều không tội, nhưng mà có người họ hiểu họ thì họ biết đây là có tội, nhưng hoàn cảnh của họ không làm thay đổi được thì họ phải dũng vào. Quý vị nghe kịp không? Có những người Phật tử họ chịu lỗi lầm với chúng sanh khác để mà chi, họ cứu chúng sanh khác cả đó đó, nhưng mà họ biết đây là cái tội, họ vẫn biết đây là cái tội thì họ phải chọn rồi. Đó là cái trạng thái mà quý tử biết không? Đa phần ta gọi là hạng đó, hạng là Bồ Tát. Quý tử nghe kịp ha. Đứng trước một màn lưới nhện, đúng không? Đứng trước một màn lưới nhện, con nhện nằm tại đây, và một con rùa vô ý nó lọt vô trong ngoài đây. Con rùa vô ý lọt vô đây, mà quý tử đi ngang qua cái màn lưới nhện đó, quý tử thấy con rùa nằm trong cái màn lưới nhện đó, và nó đang dãy dụa, nó muốn dùng thoát ra, mà nó thoát không được. Thì lúc đó bây giờ quý tử sẽ suy nghĩ, nếu ta phải cứu rùi thì nhện sẽ bị chịu đói, tại vì nhện dân tơ ra mà không có mật mới mồi thì mọi nhện sẽ đói. Mà nếu như ta làm lơ mà không cứu rùi thì nhện được no bụng mà rùi sẽ bị chết. Đứng trước cái bối cảnh đó, chúng ta phải quyết định làm sao này. Quý vị nghe kịp không? Mà nếu cho ta thò ta vô mà ta lễ con rùi ra khỏi cái mạng lưới nhện đó thì nhện như ta quan trái, ta phá miếng mồi của ta, của nó quan trái của ta. Nhưng mà chúng ta cứu con nhện, cứu con rùi ra thì nhện với ta quan trái, mà nhện với bà rùi với ta có tâm từ và có sự thân thiện, hay là có sự quyến thuộc sau này. Đứng giữa những cự lự đó người ta sẽ phải có một quyết định dứt khoát và phải sáng suốt tại nơi đó. Mà cho dù quốc tử quyết định cách nào, cái tử cũng đứng ở góc độ là gì? Phải là một vị Bồ Tát hành động với một trạng thái ý thức giác ngộ của mình mới được. Còn không á, thì quý tử sẽ đưa vào trong làng đàn gì? Pháp dẫn hiện bài là pháp, biến hô cách nào dẫn bị ảnh hưởng của luật pháp tại nơi đó mà thôi. Cái tính kịp không? Dạ, xin nghe. Dạ, thưa sư, hồi giờ sư có giảng về một cái người, có một người thủ theo người cốc cây, thế một con hôm nay trải qua thì theo đó đổi chỗ ngồi, đấu qua chỗ khác. Người mà thật sang được tại theo hỏi thì cái người thì theo nói rằng là từ lúc tôi ngồi đây tôi không thấy có con nào trải qua trải qua, như vậy thì là đúng là sai? Dạ đúng, câu đó đúng. Dạ ông có nói kêu đó là chân ngôn đó, dạ ông làm cái gì đó là hành động là chân hạnh. Nếu như ông ngồi ngay tại chỗ gốc cũ mà thấy con nai vừa chạy qua, mà người thật sáng tới hỏi ông đó, ông nói chứ từ lúc tôi ngồi đây tôi không thấy con này chạy qua, ông ta phạm hai, vừa chân vừa tà ngôn mà tà hạnh. Và ông quay lên một cái chỗ khác á thì ông đã tắt cái con khéo, ông vừa cứu được mạng nai mà ông rời nó chân thành. Quý tử nghe kịp không? Chỗ đó đó quý tử cũng phải vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Thì khi mà tử thấy cái mạng lưới nhện á mà con rùa nó nằm ở đó, tôi lấy cái tay tôi đi nghe bây giờ nè, từ lúc mà tôi nhìn bạn tôi không thấy cái chuyện gì xảy ra cả. Dạ sư nghe. Dứt con rùa ra rồi đưa tay cho nhện cắn. Này hay quá. Thì không được thì không có trí tuệ. Không có trí tuệ. Cái câu đầu của sư thấy dễ hơn.
từ khi sư nhìn thấy Phật tử sư không thấy chuyện gì xảy ra sau đó. Cái thời điểm đó không? Mình phải lành mới được, mình phải lành mới được, hả? Tức là mình xóa cái mạng lưới nhện, còn con mùa nó bay đi, con nhện bỏ chạy rồi. Nên nãy giờ sư nói cái đó là hàng Bồ Tát đó. Coi kia phải không ạ? Một là cô cứu người ta, hai là cô phải bình dịch cái hành động của người ta. Nha. Thì có chịu. Có chịu có phải cộng nghiệp. À, nhưng cho còn không á thì cô không thể nào mà đành chịu rằng là cái cảnh quả nó đến trước mắt của cô mà cô chịu không nổi. Người ta bắt nè, đánh đập nè, người ta bắn giết nè, cô chịu không nổi. Nhưng một số của cải gì đó người ta lấy nó mà. Cô phải xóa cái trường hợp đó đó. Nên đứng trước cái đó, các Phật tử phải chọn một cái Bồ Tát cho mình. Đứng trước cái bối cảnh đó, tôi phải chọn một cái quyết định trí tuệ của mình đi nè. Trong cách này. Nếu thế thì quý tử nói con nai là con Bạch Ngây Thơ, phải không nè? Quý tử nói con nai là Bạch Ngây Thơ và phải cố để con thợ săn giết nó. Nhưng quý tử không biết con nai nó phá hết bao nhiêu làng, quân ta trồng cái bắp cái trái nó làm bao nhiêu làng hết trơn rồi sao? Thì nó giờ thì bị đuổi nó bắt, quý tử dẫn cứu nó rồi sao? Quý tử không thấy nó là tội. Nhưng mà cùng lúc đó nghĩ lại, con chợt nghĩ chẳng hạn như con chợt nghĩ người ăn trộm đó là tay quen rồi. Hôm nay cũng quen ăn rồi. Hôm nay nó quen ăn ghê rồi, lúc nó đợi cô mũ nó đi ra ăn liền. Mình đứng chứ cái đó đó, nó có cái mãnh lực gọi là duyên. Tất cả đều có mãnh lực là duyên. Nó có sự tương ương với duyên, tương ương duyên nó sẽ hiện bài kết hợp. Nó có sự của nó bắt tương ương duyên, nó có sự hiện bài không kết hợp. Có nghe kịp không? Dù lúc đó đó, bản tự nhiên nó xen ra, nó đi lên chỗ xanh. Rồi mình bảo thò cái bàn tay vô mình trong cái trạng thái không hiểu biết bản lực duyên này. Thì lúc đó mình xen vào trong cái bản lực này tạo ra bao nhiêu chuyện xảy ra nữa. Cứ nghe kìa mà, cứ nghe kìa mà. Với học lực về phản thú đó, thì bản lực duyên đó, mình tự sẽ thấy đó, nó trùng trùng duyên khởi. Mà mình không có thể nào mình cắt cái khúc này để mình giải quyết câu chuyện này. Những cách khúc kia, với cái tư kiến của mình giải quyết vấn đề đó, không có cách nào hơn đó. Và đó dưới những người mà gọi là quyết lòng mà tu mà muốn giải thoát đó, đầu tiên nhất á là không muốn tạo, không tạo nghiệp. Mà không muốn tạo nghiệp đó thì chỉ làm con khỉ, ba cái hình con khỉ thôi. Một con hình ảnh ba con khỉ mà thôi. Lấy tay bịt mắt, lấy tay bịt con tay, nhìn lấy cái tay bịt miệng, là ngồi im tờ đó. Chỉ có đó thôi. Còn ngoài ra, quý Phật tử sẽ thấy muôn trùng. Mở mắt ra là thấy, mở lỗ tai ra là nghe, mở miệng ra là muốn nói. Không cách nào dừng lại được hết đó. Khi ta nghe kẹp à, cho đó đó, vậy thì mình lọt vô trong một cái hệ thống hay là một cái quỹ đạo. Do một cái quy đạo nó cuốn con người mình đi vào trong cái hệ thống đó và mình không có thoát ra được. Trừ khi mình muốn thoát ra đó phải làm cái cách đó lại. Mà làm cách đó thì chúng sanh hay là xã hội nhân loại không có đồng ý cái đó. Lập dị, kỳ thị, cách biệt, xa cách con người. Nó có ai cho phép đó? Ồ, sống một đời, sống kiểu là sống vô hừng, sống đi. Không kẹt rồi, sống kiểu đó sống ai chơi được nó cũng kẹt rồi thôi. Ô qua xịt nghỉ chơi hả? Cô chưa hẳn á, còn thấy nay mà còn thấy nay
Họ thấy chuột cái người thấy gắt người ta nghe kẹp hành nó khổ lắm từ bây giờ. Do đó cái trăn trở của cái người mà gọi là Bồ Tát là cái người đó có ý thức giác ngộ đó, gọi là Bồ Tát quan nè, chúng ta nghe gọi Bồ Tát sáng tá là giác vô tình đó, là ý thức giác ngộ đó. Họ trăn trở trong cuộc sống đó, họ ghê lắm. Nếu mà tự thật sự là quý tự là một vị Bồ Tát, cuộc sống của tự thật sự là phiền não còn quấy nhiễu, không có lúc nào yên lặng. Thì sao chúng sanh nó không có gần đạo tác, mà mình ở trong cái quỹ đạo của chúng sanh mình cũng bị tương tác bởi cái quỹ đạo đó. Trừ khi quý tỉnh nhớ Trần Thủ Độ ngồi xuống nhổ cỏ, vì vua đi ngang qua nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ông buồn vô mồm suy nghĩ không vua nhớ dạ hả hả rồi ngược lại đó là ngược nhổ cỏ nhổ tận gốc vô mồm suy nghĩ bỏ ăn xong treo cổ tự dặn xong các quý tỉnh thấy không cũng phải đi vấn đề đó. Tại người ta không có chịu sống cuộc sống ở xã hội này với mình, nên đó, cuộc đời cũng quý Phật tử thấy đứng trước một bối cảnh này thôi, con nhện con ruồi thôi đó là quý tử đã nan giải của đó. Còn đứng trước con người với một con người đó, dù người đó là cao hay người là thấp, người là tốt hay là người là xấu, người đáng thương hay người đáng thương á, quý tử thấy còn nan giải hơn con ruồi với con muỗi này chứ con nhện này. Khổ lắm. Mà tu cũng chưa được bình yên nữa đó. Cô tự nói chứ tu đi, cô tự tu chưa được bình yên đó. Đâu có cho pha thứ cho người tự tu đâu. Nó đâu có cho yên lặng cho người tự bình yên, tự tu thoải mái đâu. Mà tự nghe kìa không? Đóng phone, cúp mang dưới điện, tháo nước cạo đồng của nhà lại. Không có cho mở điện phone, mở gì hết á. Có yên không? Ta chỗ lúc nhà nhảy vô cũng vậy. Ta chỗ lúc nhà nhảy vô. Cái nghe kêu khổ quá. Cái đó đó là cái tâm trạng của những nhà xuất gia đó. Họ ở trong cái bối cảnh đó họ mới thấy kinh khiếp lắm. Xã hội chúng sanh không ngừng tạo tác những nghiệp báo. Thế thì mình nói cái người mà đi săn bắt cái người ăn trộm, thì mình trách cái người đi săn bắt người ăn trộm hay là mình khuyên người ăn trộm đừng đi ăn cắp nữa? Hẳn là cái người ta kêu một bên ta bảo vệ công lý, thương cho cái người bị mất của, họ đi săn bắt cái người ăn trộm. Một bên thì mình thương cái cảnh nghèo khổ của họ, họ đi ăn trộm. Thì mình phải bảo vệ cái người nghèo khổ này, xa cơ thất thế và một đời mình phải cứu giúp cuộc đời họ. Thì mình làm sao giữa cái bối cảnh này? Mình cho của cho người ăn trộm, thì mình năn nỉ người đi bắt đừng bắt nó nữa, thì cho của cho nó sống, người ta làm được bao lâu? Không nổi, xem vào nghiệp chúng sanh rồi đó. Xem vào nghiệp chúng sanh đó. Mà chúng sanh nó đâu có người về đâu. Giờ chuyên sư không nói tôi nghe. Ông vua nào cũng có tâm từ đó đó. Mà sư chưa thấy ông vua nào mà tâm từ nhiều nhất trên thế giới này hôm nay là ông vua Thái Lan, Phumibol Adulthaek. Ông vua đó là tâm từ nhất thế gian này đó. Ông tu mà, tu bảy tâm nè, ông xuất gia nè. Nhưng mà nhiều người tới với ông ta, nhiều người đến với ông ta, quỳ đảnh lễ với chân ông ta, sinh là đừng có sát sanh nữa, giết gà heo hổ dịch nhiều lắm, tội lắm á. Ông nói chứ chẳng làm không được cái lệnh đó, chẳng không làm được cái lệnh đó. Kêu ông ban bố luật là từ đây trong đất nước của Thái Lan không được sát sanh, phải lo tu, tại vì nước Thái Lan quốc giáo mà. Không được giết gà, giết vịt, heo, bổ. Ông nói ông làm không được điều đó. Ông không có mang bố điều luật là cấm sát sanh trong nước ông được. Vì nghiệp của chúng sanh mà. Vẫn mang bố luật. Một số người thực thi, ai vi phạm luật bị bắt ở tù. Còn sự lép vẫn còn. Quý vị thấy đúng không? Mà khổ của con người của mình đó, cái gì mà nó cấm đó, nó làm dữ lắm. Ở Việt Nam mình đó nào người ta thấy là cái gì mà cấm nó làm vậy lắm, nên mới tự thấy thương cho ông vua lắm. Ông là ông vua, ông nghe là con dân dân giữ điều học
là cối chánh xa sự sắc xanh của ngài mà Vanatipata Veramani Sikha Padam Sambhadiyami sáng trước khi ông lên hoàng triều á, ông phải thọ giới ngồi thiền rồi mới lên hoàng triều, đều phải như vậy đó. Mà sáng đó trưa đó tối đó ông được ăn những cái món ăn của người ta giết mà đem lên cho ông ăn mà, chứ ông không ăn tàu hũ đâu. Ông đâu ăn tàu hũ, có mình sư thì chịu thiệt thòi sẽ ăn tàu hũ thôi. Mình thứ tế mà liền quyền quyền bánh trong tay, lệnh vua là tối thượng, tất cả thành dân Thái Lan đều quyết kích động hết đó, bảo ông làm được cái điều đó. Và Đức Phật ngày cũng vậy thôi. Đề Bà Đạt Đa là sinh với Đức Phật năm điều là tuyệt đối nhiều xuất gia không ăn thịt ăn cá. Đức Phật nói điều nên làm mà không làm cũng không sao, không bắt buộc. Đức Phật là đâu có dám nói là cấm nấu. Do đó ngày hôm nay mà ai mà ăn chay á, người đó là Đề Bà Đạt Đa. Còn người mà ăn quan loại đó là bố Đức Phật. Nó khổ vậy đó, nó khổ lắm. Nên là mà lúc đó cái tâm mình lương thiện, tâm mình mát mẻ, tâm mình vui vẻ, mà mình bị mang tiếng là Đề Bà Đạt Đa. Mà ăn qua ăn lại thì con có Đức Phật. Mình tối tâm đêm nguy hiểm, mình suy nghĩ sợ, nguy hiểm lắm. Mà nó làm được gì khác hơn. Còn nói thêm câu nữa, mình có mình ăn người ta mới giết. Mình cộng thêm cái công nghiệp đó, mình đừng có nói câu đó. Khi mình nói câu đó là mình đồng ý công nghiệp với người ta đang giết. Mình phải lấy hai tay, hai mắt và cái miệng. Không nói gì nữa. Nói ra mình còn kẹt nữa. Phản á. Mình nghe kẹo không? Rồi chúng ta đi tiếp tục ha. Thông cảm cho hoàn cảnh thời tiết. Hoàn cảnh của thời tiết. Rồi câu anh thị, câu anh thị bắt tường kiến vô dạng cũ dạng tới rồi sư từ là cũ dạng thôi nè. Thì cũng như vậy chúng ta sẽ thấy cái câu thứ hai, chúng ta qua cái câu này và nghĩ rằng là gì, có tội xấu xa vẫn là xin nè đứa bé đâu nè suy nghĩ một thời gian nè, đứa bé lấy cắp một trái xoài với trạng thái vui mừng thỏa thích, vui mừng thỏa thích. Và nghĩ rằng, nhưng nghĩ rằng, vui mừng thỏa thích, nhưng nghĩ rằng, nhưng nghĩ rằng điều này có tội. Đói quá là làm sao vậy? Đó nè, giờ đói quá, không có cách nào hơn. Giờ không còn cách chỗ nào khác, ăn cắp cái đàn. Cái tên nghe kịp ha. Thì lúc ăn cắp cho xoài đó được vào trong tay thì vui mừng thỏa thích, nhưng nghĩ lại hối hận lắm. Tại vì sao? Cái điều đó là xấu, điều cắp là không tốt, điều phạm giới trộm cắp. Quý vị cần biết cái giới trộm cắp này mà cái tự vi phạm đó là kiếp nào cái tự sanh lên. Đầu tiên nhất là nghèo khổ không có của, cái quả báo đến cho quý bà cá đó, quý bà cá đó đến cho cái người mà trộm cắp sống trong đời sau này sinh trở lại là người ấy, họ sống trong nghèo khổ thiếu thốn và không có của cải, không có tài sản, tại vì lấy của người ta. Thì quả báo trở lại là gì? Anh nghèo khổ lại, thiếu thốn, thiếu hụt, không có bao giờ được đầy đủ. Cái điều mà pha lá mà chỗ xanh với người trộm cắp á là bị người ta nguyền rủa, bắn như chửi đánh đập hay là ở tù, đó là pha lá. Nhưng mà kiếp sau sinh trở lại làm người là nếu ta được trở làm người nghèo khổ, đói khát, thiếu thốn và không có đầy đủ tài sản của cải. Nghĩ không nè?
Do đó đó các biểu tượng sẽ thấy. Nhưng mà bây giờ trong cái hoàn cảnh bây giờ làm sao? Đang nói mà. Cho nên ăn cắp trái xoài của chàng Thái với mừng hoa tết, nhưng nghĩ rằng điều này có tội. Nhưng nghĩ rằng điều này có tội. Nhưng mà tự thấy không? Người ta thường hay nói gì? Nhờ, phú quý sinh lợi nghi mà bằng cùng thì sinh đạo tạc. Nghèo quá làm sao vậy? Hết đường cách rồi. Thấy không? Họ phải đi vào trong con đường đó, trộm cắp lấy thôi. Cái tên nghe kịp không? Có chưa? Quý vật tự phải nhận cảm thẳng điều đó đó. Điều đó đó, với cái trạng thái mà lấy của người không cho, là quý tự phải nhắc cho tâm của quý tự là gì? Đó là trộm cắp. Tên nghe kịp không? Chứ thế thì, lấy của không cho là quý tự phạm với nước trộm cắp. Giờ sư hỏi quý tự nghe kịp này, dân chương chữ nghĩa của người ta, quý tự lấy của người ta có phải trộm cắp không? Chẳng là trộm cắp, đúng không nè? Những sáng phát, những cái phát minh, những sáng kiến của người ta làm ra mà mình lấy của người ta mà không xin phép cũng là trộm cắp. Chứ đừng nghe nói đó là của thế gian hay là của xã hội, của con người được quyền dương lấy những cái phát minh, những sáng kiến của người ta tạo ra mà mình lấy cái đó cũng nhân phạm, phạm tội, phải không nè? Quý tự nghe kịp chưa? Do đó đó, những cái đó đó làm cho chúng ta có một cái suy nghĩ như vậy đó. Vì vậy thì, nhưng mà đối với trường hợp mình bị kẹt trong hoàn cảnh khó khăn, trong cảnh sự sốt khó xử, lúng túng không giải quyết được, thì mình phải thực hiện điều đó, điều này điều kia. Lúc bây giờ chúng ta phải nghĩ đấy là gì? Đó là một cái hoàn cảnh. Hay nữa các quý vị tự sẽ nói cái đó là gì? Đó là cái nghiệp của ta phải đưa đẩy tới không thoát ra được thôi. Quý vị nghe kịp à? Có những người họ nghèo quá đó, họ nghĩ tới hai con đường họ phải giải quyết. Một là chịu chết để trong sạch. Hai, họ phải nhúng vào cái tội lỗi của họ là gì? Tiếp tục trộm cắp. Phải ra hết đường đi rồi, không còn ngõ nào đi nữa. Chỉ có cái đường duy nhất là gì? Một là chịu trong sạch đó, thì phải chịu chết, đói, không có gì ăn uống, sống được gì nữa, chết đói. Hai nữa là cứ tiếp tạo ra, tới đâu hay tới đó. Vì làm sao vậy? Các quý vị thấy đúng không? Trong xã hội là người vẫn còn có những trường hợp nó xảy ra như xưa, không cách nào khác hơn. Các quý Phật tử biết như cậu của sư á, ở trong thời gian mà 9 năm rưỡi ông ngoại Thanh Hóa đi học tập, đúng không? Đi học tập đó, ông cậu sư ông nói ha, lúc đó không còn nhân cách con người là cái gì hết á, đối là không còn biết nhân cách con người vậy đó, đụng cái gì cũng lấy, đụng gì cũng cắp, đụng gì cũng phải lấy ăn hết á, con chuột con gián con heo cái gì cũng ra ăn hết á. Con heo chạy qua cũng bắt được nó mà. Con bò chạy qua thấy con bò nguyên cắt cũng mà ăn được con bò nữa mà. Đói quá rồi. Tôi nghe kìa không? Không còn cái nhân cách của con người là gì hết á. Lúc đó cái gì cũng cháy, cái gì cũng tròn cắp, cái gì cũng lụm, cũng lấy được hết á. Ai lớn xuống lụm liền. Không còn cái tư cách bị lớn nhỏ hồi xưa ở vị trí nào nữa. Đúng mà. Và cái đi về đó, về thả ra chạy rồi về gặp là mẹ sư đã khóc, khóc một ăn năn xấu hổ mất cỡ, chỉ giảng 9 năm rưỡi dài như vậy xấu hổ vậy, về khóc khổ là ăn năn xong mất cỡ. Nhưng mà cái đó nó kéo theo một chuỗi dài tư tưởng, nó không bình yên, là như là người mình xấu hổ lắm, có tàn của quý lắm, qua đây mà cả không muốn gặp ai. Hồi xưa mình một hồi dập son như thế nào cái đó đó. Quý tự thấy không? Có những lúc là như vậy đó, mình làm sao đến cái bối cảnh đó, làm sao đặt cái tâm mình vô trong cái hoàn cảnh đó, mình rất là thông cảm với chúng sanh đó lắm, nhưng mà mình không có thể nào mình đồng ý với việc làm đó. Cái điều đó đầu tiên biết như tự nghe kịp à. Chứ thứ hai, trên đường mà sư từ rồi khỏi chùa Bú Long, trên đường sư gọi chùa Bú Long sư đi xuống, thì hai bên đường đó chùa thì lóng lẫy cao sang giàu có, tiền của Phật tử cũng nhiều lắm, nhưng hai bên đường đó nhà tranh chân đá chân to nhiều lắm, có tiếng khóc. Thì sư được nghe biết đó là gì? Gia đình bà cụ nó nghèo quá, mà tới khi mà bà chết á, con cháu tới không có tiền mua được cái bộ quan tài, trả lên trên chùa xin tiền mà mua cho quan tài cho bà á, bà là Phật tử thì chùa nó không biết không cho. Thì gia đình của người con cháu của bà đó phải chạy qua bên nhà thờ, cái bên đó là cái nhà thờ, bên đây là chùa, bên đây là nhà thờ,
nhà thờ cho, nhưng mà phải làm lễ mít tích cửa cổng, nhà thờ cho cái quan tài, thì gia đình đều đồng ý để được cái quan tài. Quý vị thấy không? Không có cách nào khác hơn nữa. Hẳn và đó đó, người ta sẽ thấy đối với những cái cảnh đó đó đến với con người của chúng ta, lúc đó chúng ta phải suy tư trần trọc, suy đắn đo mà giải quyết dữ lắm. Mình nói chúng sanh vậy đó, nhưng mà cái phim mình nè kinh khủng lắm. Cậu sư cũng biết bất cỡ vậy, mà khi mà ông nói ra câu đó đó, cả gia đình anh chị em ngồi lại, con cháu như sư cũng còn người hướng cộng hết á. Chủ như vậy đó là vì sao? Không có cách nào hơn, biết đó là tội, biết đó là xấu xa, biết đó là không tốt, nhưng mà phải làm. Vì sao? Vì cuộc sống là sống mình, mình đâu có dám nên thọ tử, bắt nên thọ nhục đâu. Thà chết trong chịu nhục thì lúc đó là mình dám làm. Còn cái này mình không làm được đó, thì lúc đó mình phải chịu tất cả. Vẫn biết đó là gì? Bắt từ lần kia, cái tình nghiêm chịu mà. Chị ở đây với tôi có khi nào mà câu hành nghĩ bất tường kiếm vô dạy không dẫn không? Không. Có nhiều không? Lấy thuốc hứng à? Lấy tự thấy em là kinh khủng lắm. Đó là chúng ta mới thấy cái dòng sinh tử của mình á, cái dòng luân hồi của mình kéo dài ra nữa. Miệng cứ nói, tâm mình suy nghĩ, hành động mình cố gắng thúc thúc lại để mình chấm dứt mau cho sinh tử, mau mình giải thoát. Đó trong đời thì khổ quá, sống trong đời không phúc gia đình an vui cả, phúc vui đó phúc gì đó khao khổ, phúc vui đó phúc gì đó đau khổ. Cho đó mình cũng cách mau gia đình, nhưng mà mình làm không được, mình làm không được. Thấy nó trước mắt ta, thấy trong tầm tay của ta, nhưng mà ta không nắm bắt được, ta không lượm được. Nó cứ vụt, nó trôi, nó vụt, nó trôi. Giống như một người mà đứng ở trên bãi biển mà gần bờ, chúng bạn phải lên chỗ bờ được. Muốn vô trên bờ nhưng mà nước biển nó luôn đánh vô, nó lòi gà, đánh vô lòi gà, đánh vô lòi gà. Cái dòng nghiệp báo, dòng luân hồi, dòng sanh tử của chúng sanh mình, của ta, tất cả chúng ta đây y như vậy đó, đánh vô lòi gà, đánh vô lòi gà, đánh vô lòi gà và không ngừng lại. Không nên. Ta vừa hưởng một chút xíu từ gần tới bờ thì sóng biển là lòi chúng ta gần lại xa hơn. Vừa đánh một chút xíu gần tới bờ thì sóng biển là lòi chúng ta gần xa hơn. Tưởng là nó đẩy mình vô thật là nhanh thì mình thấy rất là mừng để mình cố gắng dục vô, nhưng mà không có đủ lực đó thì nó lòi mình gần trở lại. Ba lần bảy lượt chúng ta chìm vào trong biển cả. Còn biển nó đâu có dung chứa mình đâu. Vì không dung chứa tưởng ly, sáng chết sình thúi nó đẩy vô trong bờ, nằm trên bãi biển. Lúc đó sình thúi rồi, lúc đó mình mới định nằm trên bờ. Quý vị tự nhìn thấy rõ cuộc sống cái gì này không? Khi kiến sống á, nó không cho mình vô bờ. Cái khi mình thành tử thi xác sình thúi á, nó không có chứa mình ở trong lòng đại dương biển cả. Nó sình, nó đẩy mình vô trong bờ, nó bỏ mình lên trên đó. Quý vị tự thấy rõ như vậy đó. Vậy đó, đến góc độ nào quý tử phải là một vị Bồ Tát. Nếu góc độ nào quý tử phải có một sự trí thức giác ngộ, người cái trí tuệ quyết định cho hành động của mình, dù đúng hay sai, dù tương kiến hay là bất tương kiến, dù vô dẫn hay ta gọi là hữu dẫn, đến góc độ nào quý tử phải là cái sự quyết định đó. Đừng có nói trong cái hoàn cảnh này và cảnh kia, đó là điều quan trọng. Quý vị phải nhớ cái điều đó ha. Rồi chưa? Rồi, chúng ta qua cái tâm thì chúng ta đổi là gì? Câu hành xả, tương kiến vô dẫn. Em nè, với một cách mau lẹ để phá chấp cho xòa và nghĩ ra không tội, một cách thản nhiên. Cách thản nhiên, người ta nghe kịp không? Hay là xả, hồi nãy thì vui mừng thỏa thích đúng không? Rồi bây giờ ta thản nhiên. Thì khi đó, một cách thản nhiên lẹ làng cắt liền, nghĩ rằng nó không có tội là sao? Ô con nít mà ra bắt tội nó đâu, cứ tự thấy không nè, con nít đó không ai bắt tội đó. Nhất là xưa mình có nghĩa đó là chỉ bắt tội những vị thành niên, chứ không có bắt tội những vị vị thành niên, không có bắt tội. Do đó vị thành niên tha hồ làm tội mà không có bị ở tù, không nè, cứ tự thấy không nè. Nhưng mà ở đấy câu số 5 á, mà chúng ta đổ qua
Câu số 1 á là gì? Câu hành xã, đúng không? Thì cái đây cách thản thản nhiên, đứa bé cắt trái xoài nghĩ rằng không có tội. Cái tôi biết là ha, nắm được hoặc không à. Rồi thì ở đây cái tôi sẽ thấy như vậy đó, người Phật tử mình cũng vậy đó. Tôi tưởng nghe cùng không à. Còn người bác sĩ, người y tá cũng nghĩ vậy đó. Nói với một bệnh nhân, an ủi người bệnh nhân, đừng làm cho bệnh nhân lo sợ, hồi hộp, sợ hãi sự tử vong đến với họ. Họ nói an ủi đó, lời nói đó không có tâm thật, mà còn nghĩ rằng là không có, nghĩ rằng là không có tội nè, cứu người ta nè. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, mình cẩn thận. Khi đó đó, mình quên mình mà cứu người, mình quên mình mà cứu độ chúng sanh, thì chính đó mình nói láo, thì đó mình phạm vô hai điều. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Thì sau này cái quả báo nó đổ trộn ngược lại, quý bác cá thì trộn ngược lại đó, là mình sống trong đời này không có người thương. Điều thứ nhất, mình sống trong đời này không có người thương. Điều thứ hai, mình sống trong đời này luôn luôn là mình bị suy chỉ trích, có người ta sẽ chỉ trích, là người ta sẽ nguyên hộ của mình. Thứ ba, mình sống trong đời này ít nhiều mình bị thị phi, sự lời nói của người khác chê bai chỉ trích mình, là do trong quá khứ là mình có tội ra, tạo ra những cái gì là mình nói nhưng là nó không chân thật. Có khi mình vì tình thương mà mình quên mình, mình cứu chúng sanh đó, nhưng mà mình bảo vệ cái sự sống của nó luôn, nhưng mà không bảo vệ cái lời nói chân thật được. Thì đó, bây giờ mình phạm vô cái gì? Nói dối, sau này phải chịu cái quả báo chỗ sanh lại cho mình. Do đó đó, thì cái khi đó đó, quý vị sẽ thấy tư kiến người này là nghĩ không có tội, nhưng mà ở đây, ở trong mình mà bắt tư kiến, ta làm đây đó vì cứu người, nhưng ta biết đây là tội tội, cái đó cũng nhẹ tội hơn. Quý vị nghe kịp ha? Giữa cái tâm thứ 5 và tâm thứ 8 á, hai cái nó khác nhau ở chỗ đó là gì vậy ta? Khi quý vị làm cái chi mà vì điều xấu thì đó không tốt, mà quý vị nghĩ rằng này xấu là không tốt, là quý vị xa cái mắt tư, không cái tiêu cái tà kiến. Còn khi quý vị làm điều xấu, điều không tốt, mà quý vị nói là không có hề hạ chi, cái đó quý vị đang gớt trong cái điều xấu, điều khó, cái sai, sai lầm kiến chấp nữa là gì? Tà kiến. Cái tự nhiên kiệm ha. Do đó đó, hai cái đó đó nó khác với nhau là như vậy đó. Cũng như vậy thì câu thứ sáu đây là chúng ta cũng đổ lại là gì? Câu hành xã mà hữu dẫn, tương kiến hữu dẫn, tương kiến hữu dẫn. Thì lúc bây giờ ở đây việc làm nó không tội, một cách thản nhiên mà đứa bé ăn cắp trái xoài, đúng không? Một cách thản nhiên đứa bé ăn cắp một trái xoài và nghĩ rằng là không tội, thản nhiên. Câu hành xã, thật chưa? Nghe chưa? Như vậy thì khi mới tôi ngồi thiền à, khi mới tôi ngồi thiền, người ta cam kết một tiếng mà chúng ta ngồi 30 phút, ta phải nói trước. Ngồi có 30 phút thôi, xin xả thì phải nói trước. Còn nếu như mà quý tử đã cam kết mà ngồi một tiếng mà quý tử ngồi không hết một tiếng, mà tự động thản nhiên đứng lên ca về, không có ngồi tiếp đi qua cái pháp tập hành, không có phạm tọa nữa đó, thì lúc đó quý tử đang phạm cái tội gì? Ăn cắp giờ của thiền sư. Cắp giờ của thiền sư, phải chưa? Tại người ta bỏ công, ta ngồi, ta canh mình, ta coi mình, đứng lên bỏ đi về, nghĩ không có tội, chịu không nổi. Ai cấm mình bắt ngồi hoài được, rồi bắt đầu đứng lên đi về, hay là bỏ ngồi qua đi thiền hành, không có thiền tọa nữa. Thì lúc đó, quý tử đang phạm vô cái gì? Vi phạm nội khóa, vi phạm thời có biểu nội quy, là quý tử phạm cái tội cấp giờ của thiền sư. Do đó, bây giờ mình ngồi nửa tiếng, giờ sau mình ngồi đó, phải hai tiếng, một tiếng rưỡi, trả lời ta nửa tiếng chứ. Mà nửa tiếng đó quý tử phạm vô ăn cắp giờ của thiền hành, nửa tiếng nữa tao ăn cho cái giờ đó mà ngồi cái tuổi vậy, quý tử phạm vô trả là cái thiền tọa thì quý tử thiếu thiền hành, chứ đừng quý tử tiếp tục qua cái thiền hành một tiếng rưỡi là ăn cắp nửa giờ của thiền tọa. Hả?
Ra chứ, từ tối ai đi về mình đã lặng ngồi nửa tiếng chứ. Xong rồi mới được về. Về, từ hỏi sao đau quá rồi. Không ai làm cái đó đó. Cái khi nào mà mình vượt qua cái thời gian, không gian của chúng sanh khác đó là mình đã đạo quả cái gì nữa. Ai cũng đi về mình ngồi đó. Và lúc đó đạo quả ghê gớm lắm. Tại vì lúc đó mình thấy vô thường, có đau vô ngã, cái thiệt nhiệt tình luôn đó. Mình tự thấy lúc đó không có pháp nhiệm màu nào bằng pháp một mình gọi lại. Lúc đó mình tự nó một mình ta sống khỏe hưu. Nhưng lúc đó còn một mình đó, đâu có gì lo nữa. Quý tử nghe kịp phải không? Giờ đó quý tử nhớ à, khi mà quý tử ngồi thiền là đúng giờ phải ngồi, đúng giờ đi, đúng giờ ngồi, quý tử không vi phạm được thì không căng cấp. Càng bào chữa là càng tội lỗi. Quý tử nghe kịp chưa? Thật chưa? Đồng ý ha? Thì tám cái tâm này quý tử hiểu chưa? Chưa được nghe một số quý tử thắc mắc, confused về vấn đề tám cái tâm này mà tuần vừa qua. Giờ sư nhắc lại những cái ôn bài lại, quý tử hiểu chưa? Quý tử còn thắc mắc được không? Còn điều nào quý tử còn thắc mắc không? Không thắc mắc rõ chưa? Được chưa? Rồi, quý tử coi lại bài trong quyển sách nó nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ được giải thích rõ thêm. Và chúng ta sẽ có nhiều cái dẫn giải trong cái bài quyển sách đó đó. Sư có đàm sẵn rồi, quý tử nắm được chưa? Ha? Được chưa? Ta trở lại cái Bồ Tát này. Trở lại cái Bồ Tát này là cái điểm mà của Phật tử ngày hôm nay Phật tử cần phải biết. Và cũng có sự yêu cầu của Phật tử muốn được nghe những điều Bồ Tát hay là muốn nghe về ba la mật. Hôm nay xin nói là một lần nữa cho Phật tử được nghe về những điều ba la mật trước khi ta đi tiếp qua một cái phần mà gọi là pháp tiếp theo là hai tâm sanh. Có một số Phật tử nó ba la mật một kiếp nào đó chúng ta mới nguyện mà, chứ không phải là kiếp này đâu. Xin nhớ vậy đó. Đó kiếp nào đó đó. Dạ. Hả? Xin nhớ dài hả? Xin nhớ dài. Xin không nhớ dài không làm cho họ. Không nhớ thì sao làm giá trị pháp nữa. Đúng không? Nghe chưa? Nghe ta qua. Nghe chưa? Nghe chúng ta qua cái phần gọi là gì? Phải sống trong cái ba la mật trước cái nghịch cảnh của thế gian này nó dằn to giữa cái chi kiến của ta với cái nghiệp báo, sao mà sống thành ba la mật. Quý tử nghe kịp không? Đứng giữa hai cái trạng thái kéo co con người của ta đây, đúng không? Ta chiếu trạng thái thấy kéo co, thấy không nè? Dòng đời đúng không? Dòng đời nó kéo ta, và bên đây là nghiệp báo của con người của ta đang kéo hai con người chúng ta làm lại. Thì ở lúc bấy giờ trước bối cảnh giữa dòng đời luôn luôn nó kéo con của ta, và bên đây là nghiệp báo của quá khứ đang kéo lôi của con người ta, thì lúc bấy giờ chúng ta phải đi qua con đường gì? Ba lần mà. Dạ, chúng ta nghe kịp ha. Hai cái đó chúng ta phải đi qua con đường ở giữa. Tên gọi là gì? Trung đạo. Ekayana Magro. Chúng ta mà đi vào trong con đường trung đạo với cái dòng ba la mật, với cái pháp môn này nương tựa vậy đó, để chúng ta phải có con đường gì đi, không va chạm với dòng đời, và không mất mẻ, không bị xúc phạm những đề nghiệp báo và trả dai. Con đường chúng ta phải đi ở giữa ba la mật, lấy đó làm điểm nương tựa. Mà khi ta nói tới điểm tựa nơi đó đó, thì chúng ta mới tới cái sự gọi là gì? Bờ an vui. Cái Bali gọi là Paramita. Paramita. Ở Việt Nam chúng ta được tâm ra là Ba La Mật Đà. Chữ Mita Ba La Mật Đà. Hiểu nè. Nhưng mà ở đây chúng ta không có dịch cái kiểu Ba La Mật Đà khó hiểu và không giải quyết được, mà chúng ta phải dịch ra gì? Đáo Mỹ Ngạn. Đáo là đến, Mỹ là an vui, Ngạn là con sông hay là bờ sông. Như vậy thì ta dịch ra là gì?
đáo bị ngạn là đến bờ an vui. An vui gì? An vui giải, giải thoát. Giải thoát cái gì? Phiền não. An vui giải thoát phiền não và giải thoát sự luân luân hồi. Không nè, rồi ta thấy rõ như vậy đó, được chưa? Chị xin nghe. Nếu mà xin nói là con những cái sư giảng nói là bà chọn con là một tại sao? Chưa, mới mới giới thiệu cái tên không mà giờ biết chọn rồi. Trời ơi, chả kịp, vô dạy. Mới nói cái tên mà giờ chọn rồi. Chưa, từ từ. Mới có cái thái thổ thôi. Muốn xỉu, xin muốn xỉu nha. Xin giữ giữ các bạn cho mình tỉnh lên chút. Cái tánh người ta yếu tiền, có phải có tử hiểu không? Cái tưởng làm cái sự yếu tiền thì phải xỉu, nhìn cái tiền cho các bạn lại. Cái tánh nghe kèo ha. Sư mà giảng xong anh có ba mặt cái trên. Hả? Sư mà giảng xong anh cũng xin ba mặt cái trên. Ba mặt hả? Vậy chứ sư nghe cái người bị giặt ba mặt rồi. Sư cứ nghe nữa. Rất là lạ. Mà xin lỗi, xin lỗi, dễ sợ vậy đó. Người ta vừa nghe kèm, có tự thấy nó hay không nè? Có tự thấy không nè, nó hay không nè nha. Khi mà có tự thấy dòng đời nó luôn luôn cuốn cho con người của ta. Bên đây là nghiệp báo nó thôi thúc con người ta phải dây dây trả trả dây. Có tự nghe kịp không? Chúng ta phải đi vào con đường hạnh ba la mật của mình là hạng Bồ Tát. Giác ngộ rồi, thức tỉnh rồi, chúng ta đi đi tới con đường bờ an vui, hoặc là đến bờ an vui giải pháp, thoát khỏi những cái gì khó khỏi phiền não, thoát khỏi cái gì luân hồi. Tiếng vị thì ở đây, quý chị ta thấy đó, phiền não là nghiệp báo, luân hồi là gì? Là dòng đời, sanh diệt. Thích chưa? Lời cái này không nè. Cái chưa? Cái tư gan này cái chưa? Đó là chúng ta sẽ lấy. Khi ta muốn đến bà an vui giải thoát tất cả mọi phiền não là chúng ta chấm dứt tất cả nghiệp báo. Và khi chúng ta muốn chấm dứt sự sanh tử luân hồi là chúng ta không còn muốn cái gì sống trong đời này nữa. Chúng ta nghe kịp không? Thì chúng ta mới ra khỏi gì? Dòng đời và nghiệp báo luôn chi phối của người ta qua lại trong cuộc sống hiện hữu thế gian này. Được chưa? Tôi nắm được chưa? Đúng không? Thấy được chưa? Rồi từ từ vô ha. Như vậy thì ở đây quý Phật tử sẽ thấy cái nào là nặng lo cho Phật tử nè, cái nào là nặng lo. Đứng giữa hai cái dòng sông, đứng một bên đứng giữa hai dòng sông hay đứng giữa hai bên bờ sông. Bên bờ sông đây là dòng đời nó đang lôi, bên đây bờ sông là nghiệp báo đang kỳ kéo. Cái tự chịu chọn lựa con đường ba la mật, cái tự đi qua không qua bên bờ này không qua bên bờ kia, cái tự phải đi thẳng. Thế thế thì cái tự phải có một sự quyết định rõ ràng. Cái tự nghe kịp không? Qua bên bờ này thì dòng đời nó lôi kéo ta, và qua bên bờ bên kia thì nghiệp báo nó giữ chặt chúng ta lại. Thì chúng ta sẽ thấy con đường chúng ta phải đi là phải quyết định phải đi như thế nào. Xin quý tử nghe kịp ha. Như vậy thì ở đây sư muốn hỏi là nếu quý tử không có cái sự lập trường để đi ở giữa thì giữa dòng đời và nghiệp báo, quý tử sẽ chọn cái bên bờ nào quý tử sẽ đi? Cái đi ở giữa thì quý tử sẽ không đủ hơi sức để mà đi. Thì ở đó nó sẽ chìm, mà ở giữa dòng sông á hay là giữa biển cả đó thường thường có những thú dữ hay là thú to có thể khả năng làm được con người chúng ta. Nhưng mà không hẳn là những cái bên bờ sông này và bên bờ sông kia không có con thú gân mò sẵn sàng chụp bắt lấy ta khi chúng ta quên mình hay là dễ vui phóng dật mà không luôn chú niệm. Lúc đó nó vẫn có lôi kéo ta cả hai bên. Như vậy thì sư muốn hỏi nếu quý tử chọn lựa và không có cách nào hơn ở giữa mà chúng ta đi với ba la mật thì đời quý tử phải chọn
hay là nghiệp báo dai trả, trả dai quý tử phải trả, tôi chọn cái nào? Chọn có chưa có 35 hạt mà dòng đời ha, dòng đời chứ mà cũng muốn trôi ha, như ta gọi là bèo dạt mây trôi. Đúng chứ, được con thỏ sẽ bị cái lừa ra nè, chứ phải nói qua cái công pháp của ta thì nó sẽ giúp cái lừa ra, chỉ nó là bèo dạt mây trôi nó sẽ giúp cái lừa. Vì sao mình sẽ nói được chúng gì nào được đây? Cái lớp học nó không có ai tính nào. Gì đó đó sẽ cả luôn đó. Câu chuyện ví dụ như khúc lỗ. Đó, cái tự nói, cái tự chọn dòng đài. Cái tự yên trong dòng đài nó cho chữ hai chữ bình yên không? Hả? Nghiệp báo. Nghiệp báo có cái tha cho bệnh kiêu lặng không? Thắng nè. Phải thân nghe nè. Khi mà quý tử sinh ra mà bị khuyết tật, đó là nghiệp nó đến với ta, phải nè. Ta sinh ra mà ta bị khuyết tật mù, câm, điếc, hả nè. Hay là ta bị què bàn tay chân. Nghiệp báo. Cái tự nói chúng ta hồi ta sống trong nghiệp báo. Cái tự có bình yên trong sự sần nghiệp báo của dòng đời cái tự đang sống. Mang một thân hình tật nguyền như vậy đó. Ngang qua dòng đời nó khinh khi ngạo báng, nguyền của, chê bai và chỉ trích. Tự cũng không sống nổi dòng đời nữa. Vì mà trở lại nghiệp báo là gì? Tự dẫn nguyên sinh, là sát sanh, mạng mạng, cái tự đã dài. Đâu có tự đau. Dòng đời thì nó đón cho mình đúng chọn nhé, không không chọn được nhưng mà chỉ phải chọn mà phải sao? Thì mình chọn dòng đời là từ cái đường nó kéo mình qua bên kia nè, nó sẽ chạy lại nó qua nghiệp báo chứ mình không biết lèo lái à, thì nó gắn nữa đó. Dạ, nó nãy giờ sẽ nói đó, ở bên đây thì nó là dòng đời, còn bên đây cái nó là nghiệp báo đó. Nhưng mình tự thấy thế nè, đứng một cái bối cảnh đó đó mà quý Phật tử thấy không nè, bao nhiêu năm trường quý tử là người Phật tử con của Đức Phật mà không hiểu được ba la mật, quý tử đang sống như vậy đó. Quý tử sống như vậy đó mà kinh khiếp không? Nếu chú thọ quý tử hôm nay là còn sống như vậy đó mà ngày mai quý tử biết là quý tử sẽ ra đi, ba la mật nào quý tử sẽ có, quý tử sẽ hướng trở lại dòng đời hay nghiệp báo đâu, quý tử ra đi muốn gì Phật tử lâm chung đó. Mà thản nhiên à, sẽ thấy thản nhiên. Bao nhiêu năm trường sư biết bao nhiêu năm trường Phật tử đến với chùa nghe pháp, biết bao nhiêu thầy hướng dẫn mà cứ thản nhiên sống trong cái trạng thái không có hiểu mình đi hướng nào đi. Đau khổ lắm. Hả? Giờ cái tôi chọn cái nào đi nè. Thấy không? Đứng câu đứng giữa cái câu chuyện đó đó, quý tử ngồi xuống suy nghĩ. Có những người ta ngồi xuống ta suy nghĩ không ngủ được, trằn trọc tối tầm suy nghĩ. Đời nó như vậy, nghiệp báo nó như thế, ta đứng ở đời giữa, ta lấy cái con đường gì ta đi. Đời nó không cho ta sống, nghiệp báo không cho ta bình yên, ta lấy gì ta sống trong đời này. Hai cái chữ bình yên rất là ngắn nhỏ, rất là ngắn nhỏ gọn mà không được đón nhận được nữa. Cái tự nghe kiểu ha, đến với thế gian chúng sanh nan giải, chúng ta đến với cái dòng đời này chúng ta nan giải, thọ lãnh nghiệp báo này chúng ta nan giải, không giải đáp được. Cái tự nghe kiểu ha, còn chưa do đó đó chúng ta phải muốn tới và an vui, phải bờ dòng đời không được, bờ nghiệp báo ta không đi được, ta phải tiếp tục đi. À, giữa mà ra ra đi lèo lái con đường ba và làm hạ con đường, cái tự nghiệp kiệt mà bên đây không yên lặng, bên kia cũng không trang lặng, ta phải tiếp tục ra đi chứ bảo làm hạ. Vậy thì ở đây
nó có ba hạng người, có ba hạng người đứng ở giữa dòng trong và nhìn lấn xa dòng đời, xa lấn dòng nghiệp, mà họ phải tiếp tục họ đi dưới dòng đường ba la mật của họ đó. Thì họ có ba hạng người từ thấp lên cao, có ba hạng người. Thế ngon là gì? Bậc hạ, không à, bậc thấp. Thứ hai, bậc trung, không à, bậc trung. Và thứ ba, tôi gọi là bậc thượng. Tôi có ba hạng bậc, là bậc cao, đúng không ạ? Rồi, như vậy thì khi chúng ta nói đến có ba hạng người thì chúng ta sẽ tiếp tục coi lại nữa là chúng ta đi hạng người nào. Theo kính, theo chương từ chuyên môn của ba la mật á, thì bậc hạ là cái bậc mà gọi là gì? Đệ tử Đức Phật. Ta gọi là bậc thánh, thánh văn giá. Là hạng đệ bậc thánh, là hạng đệ tử Đức Phật. Thấy chưa? Bậc trung là ta gọi là bậc độc, độc giá. Bậc cao ta gọi là gì? Thánh đẳng giá. Rồi, ở đây tùy lượng sức mình mà chúng ta đi tiếp, tùy lượng sức mình chúng ta rời khỏi thế gian này. Thì tôi nghe chuyện không? Chúng ta vượt qua bờ sông, sông mê, biển khổ, chúng ta đến bờ giác ngộ, ta gọi là gì? Đó là những hạng bậc thấp, từ bỏ bờ này qua bờ kia. Họ không còn muốn ở trong một dòng đời, họ không còn muốn nghiệp báo, họ muốn tới cái gì? Bờ giải thoát, họ muốn chấm dứt sinh tử. Nhờ đó đó, họ mới đi ba hạng này. Đối với hạng người thứ nhất là bậc thánh nhân giác, là họ nghe lời dạy của Đức Phật, nghe là một bậc thánh nhân giác chỉ dạy, họ gác họ lo tu tập, mong cầu sao họ giải thoát liền, cho họ không có muốn sinh tử luân hồi nữa. Quý tình nghe kiện mà. Do đó cái chữ thánh nhân giác nó được cắt nghĩa ra làm ba. Thứ nhất, thánh là được nghe. Thính là được nghe, văn là lời dạy, văn là lời dạy của bậc giác ngộ, làm cho mình giác ngộ. Quý tử nghe kịp không? Thính văn giác là cái bậc đó được nghe lời dạy của bậc giác ngộ, làm cho mình được giác ngộ, gọi là bậc thính nhân giác. Chúng ta nghe kịp ha, lần vì đó được nghe lời dạy của bậc giác ngộ, làm cho họ được giác ngộ. Chính do đó đó, họ là bậc gọi là gì? Bậc thấp, thính văn giác. Thấy chưa? Và cái thứ hai là bậc trung. Đọc là đơn độc, đơn độc, cô độc, giác ngộ. Cái vị này là không phải nghe từ nơi một bậc giác ngộ để mà được giác ngộ, mà họ tự đơn độc họ tu, họ tu tập, họ tu tập một cách cô độc lặng lẽ một mình, và họ tự giác ngộ một mình. Và vị vị này gọi là độc giác, độc giác, bậc độc giác, hay tiếng Nho ta còn gọi là bích chi Phật. Thế tôi nghe kiểu ha, bích chi Phật rồi chưa? Đó là độc giác. Và bậc chánh đẳng giác, chánh đẳng giác là bậc này là bậc cao thượng, thẳng nè, là tự tự tu tập, tự giác ngộ và đi độ chúng sanh khác, đó gọi là bậc chánh đẳng giác. Cái vị này là tự tu tập và tự giác ngộ, gọi là đi độ chúng sanh khác, cái là bậc chánh đẳng giác. Cái tên nghe kịp mà, được chưa? Như vậy thì thính văn giác, thính văn giác là đệ tử của chánh đẳng giác. Cái tên nghe kịp mà, thính văn giác là tự đệ tử của chánh đẳng giác. Còn độc giác thì không có đệ tử cho một ai, được chưa? Còn hai hạng người chánh đẳng giác và thính nhân giác, hai hạng người chánh đẳng giác và thính nhân giác
đều có một điểm giống nhau, đều có một điểm giống nhau là sau khi giác ngộ, sau khi giác ngộ thì phát tâm đi độ chúng sanh khác, đi độ chúng sanh khác. Tuy nhiên hiện bàn tùy khả năng thực hiện. Cái này mà quý tử không ghi rõ đó, quý tử sẽ bị lầm. Tùy duyên mới hiện bài, có duyên mới độ được, chứ không phải là vô lượng vô biên độ. Quý tử nghe kịp không? Còn tùy theo khả năng thực hiện, tùy theo sức lực của mình làm được, chứ không phải vô lượng vô biên, không có người ăn người sức khả năng của mình được. Thế nên nghe kịp không? Họ độ nhưng mà họ không phải có duyên với họ mà họ mới độ, có khả năng đủ để mà thực hiện thì họ mới độ, chứ không phải vô lượng vô biên như ta biết vậy đó. Do đó đó, hai vị này giống nhau là sau khi họ đã giác ngộ xong á thì họ phát tâm đi độ chúng sanh. Thứ nhất là tùy với hiện bài, thứ hai là gì? Tùy khả năng để thực hiện. Được chưa? Ở đây sau khi nghe ba bậc như vậy đó thì quý Phật tử sẽ thích hợp loại bậc nào? Cả ba luôn. Sư phụ nhìn các bạn sẽ là sức té nữa. Hai lần gung rồi đó. Gung đá luôn, hồi nãy gung một lần rồi. Giờ gung một lần nữa đó là hai lần gung rồi đó. Rồi quý tử sẽ nói cho sư nghe. Hai cái này, cái ba bậc này quý tử là bậc nào nè? Hả? Cái gì? Anh xem bậc gì? Bậc nhất hả? À? À, thanh nhân giá. À, chị thấy nghe rồi. Ở đây quý tử bậc nào? Bậc hạ ha. Người đàn ông, người đàn ông cũng vậy, người đàn bà cũng vậy, ở đây hết á. Đều là bậc hạ hết á. Có quyền là chánh đẳng giác không? Thầy sư, thôi, sư đồng ý, sư quý bà tự nói sư rồi, nhưng mà sư chẳng hổ quá tự mà. Và tự nhiên đem quay qua cái sư chí. Nói ra được cũng như thường, cũng nói ra được như thường. Hả? Đúng rồi, nhưng mà để coi nó đúng không đó. Tại vì quý tử phải nghe rồi có đúng không đó. Thứ nhất á, là người nữ trong kiếp này mà nguyện chánh đẳng giác là không đúng, không được nguyện. Người chánh đẳng giác luôn luôn phải là người nam mới nguyện được, dù rằng đang là hàng người là Bồ Tát bây giờ. Dạ, nếu mà có một người nam trong kiếp này là một người nam, nguyện chánh đẳng giác tâm thôi được, chứ sau rớt làm thành nữ thì sao? Chém chịu. Trời ơi, còn hỏi nó cái chịu tu dở quá đó mà mình hơn thì cái chứ ai mà nết đâu. Bây giờ hỏi cái hoàn cảnh nó xong rồi thì đó, số người nữ thì còn nói nữa, vậy thì cũng nói, cũng có thể nói là người nữ sau này tu dở quá thành người nam sao? Không có gì. Không có gì đó. Quý tử nghe kịp mà, quý tử phải coi căn tạng đó, quý tử nghe kịp không? Nhà đó đó, cái chuyện đó nó không có thể nào mà nói được hết á. Quý Phật tử sẽ thấy nó có những cái cuộc đời, nó có những cái eo lè. Ở bên Việt Nam mình là thầy của nó, mà qua bên Mỹ nó là thầy của mình. Ai chắc được? Xin nghe. Sao người nữ mà không thể thành chánh đẳng giác? Chánh đẳng giác không bao giờ là người nữ. Do đó quý Phật tử không bao giờ quý tử nói Phật Bà được. Người không được. Con nói là trong lúc này người nguyện đến tương lai á. Dạ không được. Phải nguyện bậc chánh đẳng giác, phải nguyện lúc đó mà là người nam chứ mới nguyện được cái đẳng giác. Đó là tại sao không được? Cái bậc mà nguyện chánh đẳng giác, mình bây giờ người nữ mà nguyện bậc chánh đẳng giác là phải thực hiện 30 pháp độ, là người nữ làm không nổi. Người nữ không làm nổi 30 pháp độ. Bờ này, bờ kia, bờ cao thượng. Thí dụ, sẽ nói cái bậc mà thí dụ nha. Bố thí ba la mật khoảng nào, hay là ta gọi là xả thí ba la mật. Ta có ba bậc phẩm nè, thấp, trung, cao đúng không?
Sao thế? Mà bậc thấp á thì cho gì ngoài thân ta? Ngoài thân ta đó là ngoài bậc thấp đó, cho quần, cho áo, cho bắp kiếm, cho tài sản, cho của cải đó, người ta cho đó là bậc thấp. Còn bậc trung á là phải cho một phần trong thân thể của ta, đó là bậc trung á. Có thể cho đôi mũi cũng được. Hả? Cho gì? Cho tóc được, cho thẳng, cho trái tim cũng được đó. Ta cần cái tim mất tim đó luôn. Hả? Khi chết cho, trước khi chết cho, đó bây giờ là tim phi nó sinh đó. Đó, đó hả? Đó, nghe nghe, rồi. Coi, ngoài thân ta, một phần trong thân thể của ta nhờ mắt mạng sống của ta bậc cao, mắt mạng sống của ta cho mà phải mắt mạng sống mới đủ thành ba la mật của tên đánh giá được. Nếu như nguyện mà tên đánh giá mà không cho mạng sống của mình á thì chưa thành tựu tên đánh giá trong kiếp này nguyện ba la mật. Tôi nghe kìa mà do đó người nữ không dám làm. Chậm nè, cho mạng sống luôn ha. Rồi chứ, rồi. Rồi từ từ, từ từ, chứ không có nói. Con nghĩ là ba la mật nào, ba la mật này nếu mà họ làm được thì nữ cũng không làm được. Chị nên làm nữa. Từ từ. Giờ xin nghe. Sư ở bên tàu á, thì có một cái tượng Phật cao trên 100 thước. Yeah. Thì cái vị mà có một vị tức nằm trên bờ sông, tàu bè đi qua tắm rất là nhiều, thì có một vị tỳ kheo chủ trì cái chùa đó quyết định xây cái bức tượng Phật để chấn giữ cái sông đó cho Phật chết. Thì quyên được rất nhiều tiền. Khi có nhiều tiền thì cái vị quan địa phương đến nói rằng là bây giờ ông phải chiến cho tôi. Cái này là tiền của bá tánh tôi không cho được, nhưng xin ghi trong thân thể của tôi đó thì tôi cho. Thì vị quan đó tôi xin đôi mắt của ông, thì cái vị tỳ kheo móc hai đôi mắt để cho liền. Thì sau khi mà bị mù rồi đó thì cái tiếng đồ nó khắc lên gần là ông vua, ông vua mới ra lệnh để bắt ông quan đó. Thì nhưng mà khi mà tất cả ở Trung Hoa nó nghe thấy thế đó, người ta chung tiền vô thì nó xây được cái bức tượng đó, nhưng mà cái bức tượng đó nó đục trong đá. Thì ông tỳ kheo ông chết, nhưng mà đệ tử tiếp tục khắc là 50 năm sau mới được bức tượng đó. Như vậy là cái vị tỳ kheo đó là cũng nghĩa là ban mật. Chưa biết nữa, vì đó phải nói nữa, vì đó mới nói ra mình mới biết được. Có khi đó thì họ chỉ là xả thân cầu đạo thôi, thiếp thân này để làm tâm bảo thôi, thì cái đó khác. Có những người ta nguyện như vậy đó, nhưng mà đó vẫn là phước nhân thiên chứ không phải phước ba la mật. Mình phải biết rõ vậy nữa. À, ở trên đời này nhiều cái miền không phải là tôn giáo Phật của ta đâu, không phải là Phật giáo ta đâu. Có nhiều cái tôn giáo khác họ làm việc xả thân nguyện một cuộc đời nhiều lắm, nhưng mà không phải là ba la mật. Dạ, họ chỉ làm việc nhân thiên mà thôi, họ làm việc cao quý, thù thắng hơn là người, nhưng mà không phải là hành nguyện của ba la mật. Tại vì hành nguyện ba la mật là mình phải nói à, trong tâm hay trong lời, hay là mình nói với một vị thầy của mình á, là lúc đó là mình nguyện ba la mật á, thì lúc đó mới biết. Chứ còn ngoài ra không cách nào mà chúng ta nói được là những vị đó đang là ba la mật hay không ba la mật. Thế tôi nghe kìa mà, kìa chưa? Rồi, giờ bây giờ quý tử nói trên ba điều này quý tử làm được pháp nè. Quý tử làm người nữ làm được pháp nè. Như vậy thì quý tử biết 30 pháp độ này đó là 10 pháp nè. Và đây là 10 đúng không? Là 10, là 30 cộng lại đúng không? Là bạc chánh đánh giá. Được chưa? Mới đây chỉ là một xả khí thôi, mắt mạng sống. Còn chính cái kia cũng phải liên tục mắt mạng sống mà thực hiện, mới thành tựu một vị chánh đánh giá trong một kiếp còn là Bồ Tát. Chưa thành tựu của một bậc chánh đánh giá thành tựu là gì? Người nữ không làm được.
Bây giờ tự nhiên bà dì mẫu Gotami, bà Yasodhara, còn nhiều nữa, Upalavana hay là Thamadina, nhiều vị thánh nữ đi thờ Đức Phật trong nhiều tiền kiếp. Đức Phật ngài cũng đã báo chứng là không có khả năng làm được một mặt chánh đẳng nhân. Yasodhara và Gotami không làm được. Mà nếu như mình chúng ta cứ quả biết các cái Phật tử nữ đó, cứ quả biết gì đó là chúng ta không làm được, ta còn bị mất cái ba la mật đó, và bị đứt cái ba la mật đó, và còn bị trả cái quả báo không thành tội đó, thì cái nào hay hơn? Quý cô tử nghe kìa mà hiểu không? Quý cô tử phải thấy sẽ nếm cái tình huống. Quý cô tử muốn cái nào cũng được đó, muốn là được. Vua loa sẽ vua, muốn thì được, nhưng mà được mà trong tay, hai là không được, mất tất cả. Cả ba cái nào cô tử sẽ chọn? Hãy cẩn thận. Quý tử nghe không? Quý tử có cái tính tâm và có pháp dục muốn đến để làm người đại nguyện, nhưng mà phải coi lại cái sức mình làm được hay không. Dạ xin nghe. Thưa sư, tụi con tin Phật là Đức Phật nói là không được, nhưng mà Đức Phật chỉ nói là không được thôi, chứ còn không nói là lý do gì không được. Có, nói là gì sẽ nói là không làm được là không có khả năng. Không có khả năng. Xin nghe. Thưa sư, con có đọc trong một cái kệ của Hồng Kông Vương Chuẩn Tịnh biết có một vị Phật là khả năng, thì Phật nói cho một người con là nữ tu coi như là sẽ thành Phật trong một cái kiếp tương lai, có trong một bàn sinh sát của người Nam. Phải là người Nam. Nhưng mà chưa có khi nào một chưa thấy một vị Phật nào mà thọ ký một người nữ nào sẽ thành một Phật trong ngày vi lai, chưa có. Thường thường các Phật mà thọ ký là thành vì đó là một cái vị cũ, là vì đó là người nam cuối cùng sẽ thành vị Phật sau này, chứ không phải là người nữ nữa. Khi mà Phật mà thọ ký đó, người đó phải là người nam. Chẳng hạn như cái gì mà Tỳ khu Môn Tăng, Tỳ khu mà bà Vô Tâm Ni dưng cái y lên đó, Đức Phật này thọ ký vì đó là Phật Di Lạc Di Lai, thì đó là một vị tỳ khô mà người nam. Chứ chưa có thấy, sẽ chưa thấy có vị nào mà gọi là vị đó là người nữ mà được Đức Phật thọ ký sau này sẽ thành Phật. Chưa có trong kinh tạng Ba La Mật chưa thấy. Để xin nghe. Sư cho con có đọc một cái cuốn sách, có tìm hiểu tại sao người nữ không bị các và không thể Phật được luôn, bởi vì cái không phải là không có khả năng, nhưng mà cái tham sân si đó của họ rất là mạnh. Thì trong cuốn sách nó có đề cập người không hẳn sư, nhưng mà vậy sư tính là nổi đi đó là lý do. Tại vì tham sân si giữa chúng sanh nam và nữ đều đồng nhau. Chú quả biết là người nữ nhiều hơn người nam, có nhiều người nữ thánh thiện hơn người nam nữa, họ tham sân si nhẹ hơn người nam nữa, họ tinh khiết và nhẹ nhàng hơn người nam nữa, nhiều người nam tham sân si còn dãy đầy hơn nữa. Sư đứng bên người nữ, sư minh sư dẫn văn phật cái điều đó, đứng trên lập luận mà giữa tham sân si thì không phải biết người nào nhiều hơn người kia, giới này nhiều hơn giới kia. Nhưng mà từ từ sư sẽ cho ra cuốn sách về ba la mật, quý phật tử sẽ được đọc, không có chậm trễ. Nội trong ngoại cơ này quý tử tha hồ mà đọc. 3 tháng an cư này sư sẽ cho ra nhiều sách, cái tự yên tâm rồi. Ở đó cái đó thì sẽ thấy một nguồn pháp bảo, mà trong đó pháp bảo gì ba lần mặt sẽ được đến tay của tự trong đi tự tập thôi. Phải thấy rõ lắm, cái tự nghe kẹp chưa? Rồi như vậy ha. Nhờ đó thì khi mà quý tử làm cái một ba lần mặt thì quý tử cố gắng, cái tự làm 2 bước. Nếu quý tử muốn, thứ nhất là quý tử giữ cái thân nhân giác của mình hôm nay để đừng bỏ mắt. Giống như quý tử nghe thuần mỹ không? Sở di trú nó cho mình cái hay lắm. Đang là thẻ xanh, cứ apply bảo lãnh cái thân bằng của thôn mình đi. Rồi tới khi mà thấy quốc tịch, bổ túc hồ sơ lại nhanh hơn phút. Còn nếu như quý tử đợi mà tới khi lấy quốc tịch xong rồi quý tử làm đơn bảo lãnh á, thì giai đoạn nó lâu hơn không phút. Thẻ xanh có thể bảo lãnh,
người ta quốc tịch bảo làm tiếp, mình bỏ một sơ một chút lại thì nhận hơn. Thế đó thì quý tử có hiểu cái đó không? Thì giờ quý tử bỏ áo thịt nhân giác đi, cái hành ba la mặt đi. Hồi khi nào quý tử ra người Nam á mà gặp một vị thầy hay một vị sư, hay có khi quý tử gặp vị Phật đó, bỏ tốt lại ba la mặt cho nhân giác thì quý tử đi tiếp. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Dạ sư nghe. Cái sư trường hợp của như là ngài Sa Lợi Phất, ngài rớt từ cái chánh đẳng chánh giác. Dạ xuống là trí thượng thiên giác. Thì mình bằng sau đó bây giờ ngài tiếp tục ngài tu có thể lên được trên cảnh tăng. Không, ngài đi rồi, kiến tăng rồi. Không có, đi luôn rồi. Những vị thân giác mà giác ngộ thành A La Hán thì đâu có thành. Đâu đi rồi. Đi rồi. Dạ chưa? Họ trở lại. Không có trở lại. Ở trong bên kinh điển Pali là ra đi luôn, là gọi là vô sinh. Không còn trở lại lần nữa, không sanh lại lần nữa. Coi chú ý tinh nghe này nha. Rồi, khi mà quý Phật tử đang hành cái căn nguyện ba la mật này, không nè, quý tử đang là đi một con đường gọi là Phật thích nhân giá. Quý tử nghe kịp ha, quý tử tu tập vì ba la mật của mình. Nhưng mà tới cái thời kiên mà quý tử gặp được vị Phật, rồi hay là một vị minh sư hướng dẫn quý tử, khi quý tử là người Nam, quý tử muốn đổ qua là chánh nhân giá, thì tự phải sửa cái ba la mật mình, cái hành nghiệp mình lại phải không nào? Thì xin muốn cho với tự biết thân nhân giác, nguyện tu và thân nhân giác, nhưng ba la mật mình đó niêm luật từ 1.000 cho tới 100.000 kiếp là đủ đắc đạo quả thân nhân giác. Thì tự nghe kịp mà được chưa? Rồi đối với trí thượng thích nhân giác, cho nó có ba bậc. Đây là thích nhân giác. Sư nói một từ từ. Thích nhân giác nó có ba bậc. Bậc này là bậc tầm thường. Bậc này bậc tầm thường, tức là không có tên tuổi gì trong hàng thích nhân á. Tôi nghe kịp không? Thì cái đó đó tu từ 1.000 kiếp cho tới 100.000 kiếp. Nếu tôi nghe kịp ha, một cách đó. Rồi cái hàng mà gọi là, người ta gọi là hàng tầm thường nha. Đối với bậc đại thánh nhân từ 100.000 kiếp tới 1 A Tăng Kỳ kiếp. A Tăng Kỳ kiếp đó là bậc đại thánh nhân. Giống như là Đại Đức Ananda là đệ tử Đức Phật có 80 vị đại thánh nhân, giống như là ngài Ca Diếp, Ananda, A Nậu Đà La, Mahaka Chân Nhiên, vân vân. Đó là họ tu từ 100.000 kiếp tới 1 A Tăng Kỳ kiếp. Thế thì kiếp không? Sinh nhân nhé, trí thượng sinh nhân, trí thượng sinh nhân phải từ 1 A Tăng Kỳ kiếp đến 2 A Tăng Kỳ kiếp. Trí thượng thân nhân như Đại Đức Xá Lợi Phất và một kiểu đêm, mỗi một kiếp Đức Phật có mặt trong đời chỉ có hai gì thôi, là bậc trí tuệ và bậc thần thông. Hai vị thôi, luôn luôn có hai vị mà không có hơn. Phật nào cũng ra đời có hai vị. Rồi quý tử chịu qua giai đoạn nào? Có chưa? Quý tử muốn nguyện thích nhân giác mà tầm thường từ 1.000 đến 100.000, xin nói ví dụ bây giờ quý tử mở lời, quý tử nói quý tử nguyện trí nguyện, quý tử bây giờ mở miệng ra là quý tử là nguyện thích nhân giác, bạch sư con xin nguyện thích nhân giác trong kiếp này mong cầu được giải thoát. Khi quý tử nói ra lời như vậy đó, quý tử có biết rằng quý tử đang ở 999 chưa? Quý tử đâu có biết đâu, đúng không? Người ta đâu có biết còn mình đang chín 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 đâu, là kiếp này nè nghe rồi giải thoát rồi, giải thoát rồi. Hữu tưởng mộng mơ, mộng mơ đại chúng dân, trí tuệ chúng dân, thì những cái này của tôi cắt bỏ hết, tôi phải đi vào cái giai đoạn tiếp tục nữa. Cái này không chung gì đâu, đâu có đếm xỉa gì được. Quý tử chọn cái đó là như vậy đó. Tất cả chư tăng
nếu đếm trên đầu ngón tay nghĩ tới cảnh giác mà thôi, bao nhiêu ngàn, bao nhiêu trăm ngàn chư tăng trên thế giới ngày nay tin dân giác, tin dân giác, không có gì dám nói đại tin dân giác, mà cũng không có dám nói là chi lượng tin dân giác, tin dân giác tầm thường, tin giác tầm thường, tất cả chư tăng ngày nay trên thế giới họ đều nói như điều đó, họ sẽ được nghe, mà họ rất là ngạc nhiên nói sự nghiệp chân nặng nha. Họ nói chứ nhẫn nại lắm á, ông mới chịu nổi, mà tất cả các ngài trưởng lão như là ngài Cha Chân La hay là ngài Tâm Tạng thứ sáu ở bên Minh Điện đều khuyến khích xưa là gì, phải bền bỉ nhẫn nại chịu đựng chánh năng giác này kinh khiếp lắm. Tôi không có, tôi nghiệp thân nhân giác mà rồi kinh khiếp lắm, tại vì người ta biết lửa người ta sợ, chúng ta không dám kinh xuất, mà người là thông suốt tâm tạng, ngài Tâm Tạng thứ sáu tinh nhân gian mà tầm thường, không dám nguyện là đại tinh gian, không dám nguyện trí thường tinh gian nữa đó. Nên cái tự phải biết cẩn thận đúng đó, cái tự phải thấy thấy sư dễ dàng như vậy đó, chứ người ta muốn làm giống như sư đó phải cẩn thận. Liệu con chấp mắt con mèo nhỏ ăn con chuột nhỏ, con mèo lớn ăn con chuột to, nhỏ ăn chuột to nghe mắt nghe, người tự nghe kẹp ha, phải cẩn thận. Sư đây là một lời nói chân tình, sư quan hệ lắm, sư rất là quan hệ, quý Phật tử nguyện cõi nào sư cũng ăn ra na đó để sư hút mà dùng nguyện xong là sư hút liền như đó ăn ra na. Thầy sư bổ với bà sư liền. Thầy sư cũng muốn mau thành tựu chứ, cho nên ta làm gì sư mà cản chứ, cản không lời mà cũng bắt đó. Ủa, nhưng mà sư phải nghĩ thương với Phật tử, không làm được rồi chết xa lầy trong đó, còn xót xa hơn nữa, chứ chỗ nào mà phải nghĩ hơn. Vậy đúng không, người không có lại biết không sợ sống hay sợ? Sư không dám nói rồi đó, đây còn là trí tuệ không mà. Tức là đây toàn là bậc hiền trí không à, chứ đâu dám nói loại trường hợp mà biết không thể sống đâu. Xuất phát từ tình thương với tâm từ, sự hiểu biết của sư có một chiều sâu, sư cân nhắc, sư lựa lời mà sư nói, chứ không phải sư che đậy mà nắm tay tay nắm lại đâu. Quý tử nghe kiều không, chứ quý tử đừng có nghĩ mà cứ đơn giản. Sư đang đi trong một cái con đường gọi là kinh khủng, mà không có một gì nào mà dám nói cái điều đó khó thật, không có. Sư dẫn nó nguyện tính là kiến giác bậc trí tuệ, sư dẫn nó như thường. Như thế là sư đang đối diện với rất là nhiều, nhưng mà nguyên tự tại đấy không phải đơn giản, do đó sư phải cũng cố thật dữ, mà phải biết thế nào rồi để đến đi. Chứ quý tử tưởng là dễ, ồ ông sư phụ mình cũng ngon ha, mình cũng làm vậy, khổ phụ thì phải có hổ tử chứ. Nhưng mà buổi hôm nay hổ phụ mà sinh ra thủy tử rồi chết nữa. Quý tử cái kẹp không? Thương phải nói, thương phải nói, nhắc nhở. Quý tử phải thấy sư á, mà không có đại nguyện chúng sanh á, sư hút cái tầm thường chứ giải thoát liền chứ mất gì mà trong mệt. Chính ta chính chính rồi. Kiếp này là ngàn, không chịu lấy xài ngàn, bỏ đem đợi trăm ngàn đợi không có xài. Cụ tôi đi đến ngàn đó đem làm gì, không có trăm ngàn đó. Quý tôi thầy giữa một ngàn với một trăm ngàn, quý tôi muốn xài cái nào? Phải không nè? Một ngàn thì tôi ra mình mua phở hết, mình ăn tô phở ngon lành rồi, rồi tới trăm ngàn mới được ăn. Tôi đợi 100 ngàn mới được ăn. Một tớ mà 99.900 cũng không xài nữa đó. Mà đứt có đó mà gũi không mang đứt. Trời ơi, vô đưa cảnh chút lên à. Người ta nghe kẹo không? Người ta phải cảm thận vô cùng. Sư sợ mà sư không dám khinh xuất thì sư biết. Còn quý sư có biết sợ hay không
Dạ biết sự biết 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 được có dám đó là mình không có bị khinh suất không? Chưa biết. Cái đó rất là tôi hết cái mùa ăn cơm này của tôi thao hồ đọc bao lần mà hồi tôi hiểu ra tôi muốn làm gì tôi tự lượng nữa lúc đó tôi muốn bấm kèo qua mặt xe cũng được á muốn kèo qua mặt này tôi nghe kèo không khó lắm tôi còn tự ơi nan giải lắm tôi tự ơi mất ăn mất ngủ cũng là tại nó đó đó tôi nghe kèo không chân trở mất ăn mất ngủ suy tư tại vì nhẫn căng đòn dữ dội lắm á chứ không phải đơn giản cứ tự ngủ ngon giấc cái xe đâu được ngủ ngon giấc nằm đêm suy nghĩ con đường mình phải đi không phải là độ chúng sanh không phải cho mình á cái tự nghe kèm không nhiều lắm sáng trưa chiều tối đủ loại hết trên trời dưới đất đủ loại hết quyết tử hiểu lắm nè trên trời dưới đất đủ loại hết chân bản đơn giản quyết tử chỉ có dưới đất không à còn xưa có trên trời quyết tử nghe kèo không đơn giản mà nói sơ nói mà kinh suốt đó nguy hiểm quyết tử nghe à do đó đó bên đây xin nói là quyết tử ba bậc chúng ta có ba bậc nè bậc hạ là tinh nhân giác là được nghe lời dạy bậc giác ngộ để mình được giác ngộ độc giác là đơn độc cô độc tự giác ngộ mình tự ra đi không có chỉ dạy ai hết bậc độc giác này là bậc tự ra đi không chỉ dạy một ai hết tự nghe kịp ha với cái trạng thái họ tự tu họ tự chứng đắc họ tự giác ngộ họ tự giải thoát luôn và người bậc độc giác là người không có đệ tử tự nhớ nè quý tử sẽ thấy trong đời này là quý tử có một cái tâm địa sử dụng danh từ là tâm địa là không phải là tâm tánh á mà sống mà không muốn chỉ dẫn cho ai không có muốn nói chuyện ai không có muốn dẫn dắt ai không có muốn gì dắt ai không muốn tới đòi không khéo quý tử rớt trong độc giác đó để xin nghe đã sinh ra ta được biết con thể của ta quý tử mà sinh ra quý tử không biết cơ thể của tử quý tử đều chiếm khuyết rồi chúng ta được sinh ra có hai con tay và có một cái miệng nè nếu mà được sinh ra mà hai cái miệng mà một đôi tay thì khác sư mà nghe sự thật cái đừng là biết được sự thật thì sư nghĩ là đừng nghe nhưng mà đã nghe rồi mà nếu mà người không có sư dạy mà người bị bắt phong á thì là không sợ người được nghe tư thì là phải mà mình đáng giữ không biết bắt phong nhưng mà người không nghe sư dạy đó bắt phong là không tâm như vậy thì nghe đó đâu có tự phải thấy có ở bên chung của nhau ở bên nhau mới biết được người của nhau phải không nào do đó quý tử sẽ thấy tối đêm nào sẽ cũng cạo gió ra không hết đó bị bắt phong ngày rồi thì ở đâu có bài không phải phong làm chấm gì nhìn nhỏ sư thì còn bị bắt phong chỉ còn bị bắt phong ta nghe kìa bà đừng có lo chuyện nó nhỏ thấy chưa chắc nặng nhé là tự tu tự giác ngộ và đi độ chúng sanh khác đó là bậc chánh đẳng nha và ba bậc đó thì có hai bậc giống nhau là thầy với trò chánh đẳng giác là thầy tinh giác đang là trò có một hành nguyện giống nhau là gì sau khi giác ngộ xong thì phát tâm đi độ chúng sanh khác nhưng mà tùy duyên mà hiện bài tùy khả năng mà thực hiện chứ không phải vô lượng vô biên tự nghe kẹp ha nên có một người phật tử hỏi sư sư nguyện thời kỳ mà thầy chánh đẳng giác đó là thời kỳ nào thời kỳ của sư là đến thời kỳ đó là vô lượng vô biên không sư nghe sư thấy cái câu này nó lạ vô cùng tặng câu này vô cùng tặng lạ không có ai mà thành phật mà luôn mà nguyện vô lượng vô biên hết á cũng có khả năng của họ thôi tại vì biết tự biết biết tại sao không quý tử thấy không nè quý tử ăn chăng ai quý tử đâu có chấp nhất người ta ăn mặn đâu tự hiểu sinh thái không
người ta nó cấm nhất người ta, cấm nhất người ta mạng đâu. Mà cái tôi đi vào mà có thể nói được kinh thành, đừng ăn mặn mà để ra con trai á, lậu tôi năng lực lắm đó, cái tôi có sửa được người ta đó. Lậu cái tôi nguyện vô lượng vô biên đổ hết tất cả chúng sanh trên thế gian này đi con trai như mình đó, thì đó là một đại nguyện. Nhưng mà nguyện đó nó phải phù hợp với những chúng sanh có hợp với mình đó kìa, chứ không là so lè. Các bạn nghe kèm không? Cho dù 1 triệu chẳng cũng là không phải là phụ vô lượng. Cho dù 1 tỷ cũng chưa gọi là vô lượng đúng không? Và cho dù hết tất cả chúng sanh nhân loại của trong quả địa cầu này cũng chưa đưa hết chúng sanh một hồi buổi đúng không? Chúng ta hiểu không? Do đó quý vị ta cẩn chúng ta cái câu mà quý tự khi mà quý tự nói ra vô lượng vô biên là quý tự coi chừng quý tự mắt như cái lời nguyện đó, rồi tự làm xong rồi quý tự kẹt đức ba la mật cái từ trước đó, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Tôi nghe kẹp không? Mùi mũi dâu sâu bỏ rồi dồi tựa trong hầm thăng không hẳn đổ hết, đó là chúng sanh nè. Địa ngục ngạ quỷ tôi ra chúng sanh phải đổ hết, phải cho chấm dứt hết chúng sanh trong thế gian này và không còn chúng sanh nào hết đó. Thì quý tử xong cái lời nguyện đó, quý tử phải cẩn thận, phải theo khả năng thực hiện, phải theo khả năng thực hiện, tùy duyên hiện tại, tùy khả năng thực hiện, làm hết sức làm cũng được, làm cho tới mạng sống mình bỏ cũng được, để chết đánh nhát mà. Nhưng mà không cái danh đó là vô lượng cũng vô tận được. Nên có câu mà Phật tử hỏi sư á, họ sư hiện chánh đẳng giác tới ngày sư ra đó là độ vô lượng chúng sanh không? Thì nó không dám đâu, không dám đâu. Cái tôi nghe kêu không? Thì sao? Tùy kiến hiện bài, tùy khả năng thực hiện, chứ không dám hết được. Mũi không dám đụng độ nó đâu. Cái tôi nghe kêu không? Thì sẽ nghe. Vậy là mỗi một vị Phật ra đời chỉ có thể độ một số chúng sinh, dù tỷ tỷ chúng sinh nhưng mà không thể nó đó. Dạ. Mà đợi một vị Phật khác là độ. Tiếp tục nữa. Tiếp tục nữa. Không thể nói là độ vị đó. Dạ. Không cách nào làm hết nữa. Quý tử nghe kèm không? Làm hết sức. Quý tử thấy cái gương đó, Đức Phật của mình đó, Đức Phật Gautama này, Phật Thích Ca mình cái giờ chót đó, trước khi nhắm mắt ra đi đó, còn độ được số khách đó. Độ vẫn tận độ má, cái ngày cuối mệt rồi, Ananda xót thương rồi, cả ngày hôm nay phải quý gầy rồi, nhưng mà Ananda hãy để Sufata vào, thế là đồng hồ ngày dẫn đồng tiếp tục, và cũng nhờ duyên thiên bài khả năng thực hiện và Sufata được đạo quả, người đệ tử cuối cùng phút giây 80 tuổi thọ ngày phải ra đi, ngày dẫn làm cuối cùng đó, ngày làm đó. Nhưng mà ngài không có làm hết nó Ấn Độ giải thoát được hết. Nhưng mà ngài có Ấn Độ giáo, người ta nghe kịp ha. Mà ngày hôm nay chư thiên vẫn còn đầy dãy trên trời, mà ngài đã độ 800 triệu chư thiên trong cái tài Abhidhamma của ngài, thuyết cho thiên mẫu Maya 800 triệu chư thiên đặt đầu quả, nhưng đó có tất cả chư thiên trên đời trời đâu. Thì thấy là vẫn chưa hết. Dồi sâu mũi mùi dãy đầy, mỗi ngày con chết xin nó đi gỗ mùi quá trình vứt luôn quá, là nó không bao giờ nó ngưng. Mới tự thấy không? Nó mới sợ đó. Một cái bình Bồ Tát chứ đánh giác mà nó không kịp. Mới tự nghe kiểu đó. Để sự xả đó. Sự xả, phải chứ? Nắm đẹp ba mà cả ha. Chúng ta đi tiếp, nghỉ phút thứ gì chúng ta đi nữa. Dạ. Dạ. Trong khoảng này lọt cái đâu lọt giải thoát liền. Rồi chúng ta qua cái phần thứ hai là chúng ta có 6 cái quả phước báo, 6 phước báo cho cái người mà có hành ba la mật, hay là cái người mà đang tu tập hành ba la mật á, thì họ có được 6 quả phước báo.
ngay lúc hiện tại, ngay khi mà họ đang hành thọ nguyện ba la mật đó, thì họ được sáu quả phước báo đến cho họ. Và trong những đó là cho dù là họ đang tu, họ chưa thành tựu quả vị giác ngộ như là bậc là Thích Minh Giác, hay là bậc Tịnh Giác, hay là bậc Chánh Định Giác, họ vẫn có được sáu quả phước báo những nhiều. Và quả phước báo thứ nhất đó là họ, à, ta gọi là sáu quả ha, sáu quả phước báo cho người hạnh nguyện ba la mật Bồ Tát. Thế chưa? Thứ nhất đó là tuổi thọ của họ sẽ được đầy đủ, tuổi thọ của họ được đầy đủ. Thứ hai là nhan sắc của họ được đầy đủ, nhan sắc được họ được đầy đủ, giờ đẹp toàn diện á, đẹp toàn diện á, nha, đẹp toàn diện đó, thấy chưa? Và thứ ba là họ có danh vị đầy đủ, hay là có danh tước đầy đủ, danh tước đầy đủ, họ có địa vị trong xã hội. Thứ tư, họ được sinh ra trong dòng giống cao sang, họ được sinh ra trong dòng giống cao cao sang. Thứ năm, họ có sự được kính trọng, họ có được sự kính trọng. Tất cả nhân thiên họ đều có được sự kính trọng. Và thứ sáu, họ có đại uy lực, họ có năng lực vững mạnh. Điều đó là sáu quả phước báo cho người hành nguyện ba la mật, cho dù là họ đang tu, tu tập. Chứ họ đầy đủ đây là khi mà họ có hạnh nguyện ba la mật đó, thì cái tuổi thọ của họ sẽ được viên mãn đầy đủ, cho họ tu tập thành tựu ba la mật trong cái đó. Ví dụ như này, có những người mà họ với cái tuổi thọ họ ngắn, cái thịnh nghe kịp ha, có những người họ có tuổi thọ họ ngắn, nhưng mà họ lấy cái ba la mật của họ làm là nền sống của họ, thì lúc đó đó cái kiếp mà của họ đang là người, cái thịnh nghe kịp ha, bây giờ cái tử là người chưa có ba la mật, thì quý tử sống theo cái kiếp của lần người quý tử với tuổi thọ quý tử đang đến bên đây. Chẳng hạn là kiếp quá khứ quý tử là cái người sát sanh nhiều, thì do đó kiếp này quý tử sinh lên, quý tử sẽ là người đoạn thọ, không được trường thọ. Đó là cái quả báo cho người mà gọi là sát sanh, kiếp này sanh lên là tuổi thọ ngắn. Nếu mà người mà họ sống với cái trạng thái không sát sanh, thì kiếp này họ sanh lên với tuổi thọ gọi là trường thọ. Quý tử đồng ý cái đó ha, nghe rồi ha. Thì khi mà họ lên đến trong kiếp này, họ đang là cái người là đoạn thọ, và họ đang sống trong trạng thái gọi là họ không hay biết cái tuổi thọ của họ sẽ ra đi mất một thời gian ngắn. Nhưng mà trước khi mà họ hiểu được Phật pháp, họ được cái sự chỉ dẫn hướng dẫn họ tu tập ba la mật, họ nguyện cái hạnh nguyện ba la mật, thì lúc đó đó cái kiếp làm người phàm của họ, họ qua một cái kiếp Bồ Tát của họ đi. Quý tử hiểu không? Họ không có ở trong cái vị trí trả cái nghiệp báo của cái kiếp đó, họ đang đi qua cái nghiệp báo của cái phước ba la mật của họ đang đi. Mà không phải này chúng ta nói gì là dễ. Xe chúng ta để đầy ngoài vô lơ, không phải lần nào cũng tới gặp muốn mua xe được cả. Tự nhiên gặp có mua xe thì có chạy, nhưng mà có những người họ không muốn mua xe, và họ không muốn chạy, và thậm chí kêu họ học cái xe họ không học, thì do đó họ không biết lái xe. Có những người họ biết ba la mật, họ biết đổi cuộc đời của họ qua ba la mật, họ sẽ được đầy đủ tuổi thọ vân vân, nhưng mà họ không dám hành ba la mật, họ không dám hành ba la mật, không dám tu tập ba la mật, và họ không quyết định họ hành ba la mật. Cũng vẫn có như thế, biết thầy hiểu không? Biết thầy hiểu không? Có những người mà họ qua cái lối sống nếp sống văn minh, họ không hiểu rằng là thuốc tây là làm lợi cho họ uống thuốc để chữa bệnh, họ vẫn tiếp tục họ uống rau cỏ, hay là họ uống những cái thuốc bắc thuốc nam của họ, dù là họ nước Mỹ hay là nước văn minh, họ không có dùng cái đó, thì cái đó đó không làm sao đổi cuộc đời của họ được.
họ dẫn lên người dùng thuốc nam, thuốc cỏ, thuốc rau, thuốc bắc, họ cũng tháo ra và kia cỏ họ sắc thuốc họ uống rồi. Thì họ sẽ đi theo cái cách sống đó. Nhưng mà qua đây họ thấy rằng là cái rau cỏ đó là có tốt, nhưng làm sao đó cũng có thuốc tây, thuốc bắc, thuốc mỹ cũng tốt. Họ bắt qua họ dùng cái đó đó, thì cái tuổi thọ của họ khi họ dùng cái đó họ đi theo cái đó họ đi. Tôi nghe kịp không? Còn nếu mà chờ họ uống rau cỏ mà thuốc bắc thuốc nam gì đó thì họ sẽ đi theo cái này của họ đi. Tôi hiểu cái thí dụ đó. Do đó cái tuổi thọ đầy đủ là khi mà tôi tự nguyện ba la mật lên, cái tuổi thọ tự đi theo cái hạnh nguyện ba la mật, quý tự đi theo cái nguyện của một cái tuổi thọ, có tự bắt đầu đi là cái tuổi thọ của một vị bồ tát hành ba la mật, chứ không phải của tuổi thọ của chúng sanh chưa có ba la mật phải trả trong kiếp này. Thế tôi nghe kiểu không? Hiểu ha? Như đó gọi là tuổi thọ đầy đầy đủ. Vậy chưa? Do đó nó cái bước đầu tiên mà tự bước vô mà nguyện ba la mật đó là cái tự đang sống với cái sống của một vị bồ tát ba la mật. Còn cái tự chưa bước vô cái nguyện ba la mật, cái tự đang sống như đời sống của một chúng sinh tuổi thọ của nhân thiên, của tuổi thọ nhân thiên. Tự nghe kịp không? Rồi thêm một ví dụ nữa. Có những người từ Việt Nam qua, tuổi thọ còn rất là trẻ, tuổi đời còn rất trẻ, mà một đời của họ không bao giờ họ muốn vô quốc tịch Mỹ. Họ cứ vẫn giữ cái quốc tịch Việt Nam, mà họ không cần xin thất quốc tịch thái sanh, họ không có xin quốc tịch Mỹ, thì họ sống được cái ở bên nước Mỹ này được không? Không. Mà khi mà họ thấy là phải vô quốc tịch Mỹ, và họ có những cái quy chế của người công dân Mỹ, họ sẽ có những cái quyền lợi của người Mỹ, thì lúc đó đó người của họ không còn là người Việt Nam mà sẽ sống theo cái cách sống của người Mỹ và cái quy chế của người Mỹ, đời sống của người Mỹ như vậy đó. Tôi nghe kiểu không? Người có ba la mật là người bước qua một cái ngạch của người Mỹ, người không có ba la mật sống trên nước Mỹ mà họ là người Việt Nam. Hiểu được chưa? Do đó đó, cái đó đó, mà cái đó nó không phải là cái đó là của ai cả. Ngũ với Lộc Tử là con cái Đức Phật. Thì chúng ta được hướng cái này. Mà chúng ta không làm cái này là chúng ta đứng bên ngoài, chúng ta nói ta tu theo Phật, ta làm theo đạo và hành theo Pháp, nhưng mà chúng ta không có ba la mật là chúng ta là bạn của Ma Dư. Thì Ma Dư không có ba la mật, mà Đức Phật mới có ba la mật. Do đó người nào sống trong đời này mà ta đã quy tâm bảo mà chúng ta chưa biết ba la mật, hay là thầy cho cái tự tu nguyện quy mà không chỉ với tự ba la mật, vì thầy đó đang đưa cái tự đi tới con đường gì? Sanh tử luân hồi, chứ không phải đưa cái tự đi con đường giác ngộ và giải thoát. Ma Dư tấn công Đức Phật làm kim chót để đòi cái bồ đoàn, đó là cái cớ để lôi ngài ra khỏi cái lời nguyện. Xương cái tan rã, dòng máu khô cạn, chứ biết không gọi cội cây. Họ tới dành cái bộ đoàn để làm lời nguyện cho ngài biểu đích. Đức cái đức nó ba la mật mà ngài chiến thắng. Mà Dương thua cuộc, bỏ chạy về trên cõi trời, tha quá tự tại, gạch xuống 16 ngàn gạch. Thì ca ba nàng con gái, ta hỏi, cha làm điều chi? Ta thua bậc tính định nha, cả đời. Tại sao ta thua? 10 cái gạch này ta không có là ba la mật. Một đời của Ma Dương không có ba la mật. Quý vị tự phải nhớ. Và đó cái nỗi thiết tha của sư khi sư đến với hòa thượng Đủ từ sư Từ Minh Cali sư qua, cứ thấy một lượng Phật tử ở đây không có người nào có ba la mật, hết sức là lạ luôn. Mà người nào có mấy chục năm đến chùa nghe pháp, hay là được tới chùa làm lễ Phật pháp vân vân, rồi sư thấy không có người nào nghe tới ba la mật. Mà Phật tử với Cali của sư đều có ba la mật, gặp sư ngày trước ngày sau, tuần trước tuần sau là họ đều có hành nguyện cả. Sư thấy lạ lắm, sư không biết sao. Sư thấy nghe kẹp à, mà người Phật tử có liên sư người nào cũng có nhận sách đầy đủ hết.
từ lái mới chịu không nói nghe từ hả đây có đấy có để thấu tỏ nếu tính nghe kìa mà hả chưa đó thì thôi thì cái anh không kìa mà đó kìa thôi do đó các biểu tượng sẽ tại sao gọi là nhân sắc đầy đủ. Biểu tượng sẽ thấy khi mà một người mà sống trong cái sự tự tin, biết làm phải, sống trong cái lẽ phải, biết được tự tin, cuộc đời họ sống an lành lắm. Cái người mà sống trong sự lo sợ, hồi hộp, lo âu, sống chết mai chết, lo đó, do đó cái trạng thái họ không có được gì đó, cái cuộc sống của họ gọi là nhan sắc héo hon, không có được an vui. Do đó cái chuyện nhan sắc đầy đủ nó gắn liền với cái niềm tin của họ đang sống với một cái lẽ phải và họ biết con đường họ đang đi. Cái tự đang đi mà bên đây cái tự sợ đây là cá mặt, cái tự đi bên đây cái sự là sợ là cá xấu, họ giữa tự phải phải đi trong trạng thái cái tự biết mình đã đi gì đó, sự lo âu tự buông bỏ hết á thì con đường tự đi rất an lành. Còn cái tự biết bước vô trong đây là cá mặt cá có sẽ ăn bên này cá xấu sẽ nuốt, họ tự biết phải vào trong đó cái tự sống cái gương mặt cái sự lo âu dễ sợ không được bình yên, không có thể là có nhan sắc đầy đủ nữa. Quý tử nghe kịp ha. Sư ông nói là quý tử ngồi tại đây xấu hơn dân bên Cà Ly. Nói như vậy thì tự ái gia trạm. Đẹp hơn Cà Ly cũng có nữa. Thù thắng hơn Cà Ly cũng hay hơn nữa. Cũng được, cũng sao. Nhưng mà quý tử sẽ thấy rằng là con đường đi quý tử nếu có ba lần mặt quý tử đi rất là hồi hộp lo lắng. Không biết có con đường đi của mình đúng hay sai. Và mình không biết mình đi như vậy. Một ngày quý tử đang làm cái gì đây? Thì tôi có thấy cái điều đó mới đang lo. Tôi không thấy một ngày nào tôi đang làm gì. Một buổi mà tôi không biết tôi đang làm gì. Mở mắt ra mà nhắm mắt là tôi tấu xuống tôi làm cuộc sống của tôi là đang làm theo lời dạy Đức Phật hay tôi làm theo cái lẽ phải của cuộc đời của mình đã được sinh ra người mẹ người cha cho mình cuộc đời này hay tôi đang làm theo lẽ phải của lương tâm của nghiệp báo của tôi phải trả dài gì trả. Thế mà tôi không thấy con đường nào tôi tin. Nên bây giờ mới nói, chứ còn nãy giờ chưa có. Quý tử nghe kìa không? Và đó, nhan sắc đầy đủ là như vậy đó. Chứ không phải là đẹp. Cái người có nhan sắc đầy đủ là cái người đã có cái phước báo để tu tập. Quý tử nghe kìa không? Họ cái nhan tướng đầy đủ, họ được cái gì là gì? Họ sống trong lẽ phải, họ được chân thơm chính tốt. Chứ không phải địa vị cao sang, địa vị. Quý tử nghe kìa không? Họ được danh thơm tiếng tốt, họ sống trong một cuộc đời của họ gì an lành của một cái hữu danh danh vị của họ. Tôi tự nghe kiệt mà rồi sống trong dòng giống cao sang tại vì sao họ đang làm có một cái con đường lý tưởng, họ đang sống trong phục vụ một con hạnh nguyện lý tưởng thì họ sẽ được hưởng một cái vị trí lý tưởng của họ chứ không thể nào ở cái tiêu liệt khắp kém được. Chính do đó đó các cái luật tại sơ tây khi mà đối với con người mà họ có ba la mặt đó, họ đi theo con đường đó họ đã sống chứ họ không theo cái truyền thống dòng giống của cha mẹ của họ đã có nữa. Đức Phật có mình bác vào thành Ca Tỳ La Vệ sau một ngày khi ngài gặp Hoàng Thanh Quốc Tích. Như cha gặp Đức Phật, Đức Thế Tôn là một chuyện phỉ nhổ dòng họ Thích Ca của chẩm, gia đình của chẩm, dòng giống thọc Thích Ca của chẩm không thiếu vật thực mà sáng hôm nay Đức Thế Tôn ôm mình bán đi các tịch đó là phỉ báng dòng họ dòng giống Thích Ca. Đức Phật nói Như Lai bằng chánh đẳng nhĩ giác là dòng giống của chư Phật chứ không phải dòng giống Thích Ca. Phải trị mình các thực, nếu không có người phát tâm cũng dường là phải ôm mình bán đi các tịch, đó là truyền thống chư Phật chứ không phải là dòng giống Thích Ca. Chỉ khi mà quý tử sống trong cái hành nguyện ba la mật thì tự bắt đầu đi ra khỏi cái dòng giống họ Lê, họ Trần, họ Nguyễn, rồi tự đi theo hành thọ dòng giống của bậc giác ngộ, bậc chánh đẳng giác, bậc tinh điển giác, đi theo con đường gì chí nguyện lý tưởng của mình phục vụ mà sống. Do đó quý tử đã ở cái dòng giống cao xa. Cái người mà có xả thí ba la mật họ sống theo cái hạnh nguyện xả thí ba la mật chứ không thể là họ sống theo cái hạnh nguyện của Trần Lê Nguyễn mà quý tử có khi cho và khi không cho. Cái người mà sống như ba la mật là gặp phải cho chứ cái gì một ba la mật của một bậc thánh nhân tinh nhân giác độc giác hay chánh đẳng giác chứ không phải cân nhắc đắn đo của họ Trần họ Lê miễn cho theo khả năng của mình, nó khác nữa. Còn
hết sức nghe kìa không? Thấy chưa hả? Làm như vậy chắc chắn sẽ được kính trọng và không có gì khác hơn. Và làm như vậy con người mình mạnh lớn lên và không có gì bị cản ngăn và có đại lực. Người Bồ Tát, người sống theo hành nguyện Ba La Mật không bị gò bó trong dòng giống của họ, không bị gò bó trong sự tiết chế của gia đình của họ. Họ sống không có trạng thái của người thân người quen, họ sống với cái một cái gì Ba La Mật trên cái nguyện hành nguyện của họ, thì họ phải có đại nguyện lực. Cái tôi nghe kiểu mà cái tôi việc gò bó, cái tôi làm cái này sẽ có hướng dẫn cho cái nhóm Phật tử bên Oklahoma sau 9 ngày sẽ giảng dạy ở tại đó chiều qua. Thì sau đó là tất cả các vị Phật tử đều họ phát nguyện Ba La Mật hết. Thì sau khi họ phát nguyện Ba La Mật á, sư mới cân nhắc cái Ba La Mật nào họ phải nguyện. Tại vì không phải cứ tự nghe cứ tự muốn nguyện được đâu. Vì thì tới đó đó thì có cái vị đó họ xin nguyện là xả thiết Ba La Mật. Sư mới nói chứ xả thiết Ba La Mật rất tốt, nhưng mà sư nhìn thấy chú không khả năng làm xả thiết Ba La Mật được. Thì vị Phật tử đó hỏi tại sao một đời con cuốn xả thiết mà sư nói như vậy thì con lúng túng, con biết tại sao sư chỉ con xả thiết Ba La Mật là mình cho ra những cái gì mình có thể cho được. Sư chưa nói nó là chánh đẳng giác, họ chỉ là tinh nhân giác thôi. Chú có thể cho ra những cái gì chú cho được. Khi thông thường chú chưa nguyện xả thiết Ba La Mật, trước đây chú có thể cho ra được. Nhưng khi mà chú nguyện xả thiết Ba La Mật xong rồi đó, thì chú phải cho ra những cái gì mà người ta cần có mà chú thấy cần phải cho, là chú phải cho, và chú không được bị hạn chế vì vợ và con không cho. Là nếu mà vợ và con không cho mà chú cho, chú đứt Ba La Mật chú liền. Chú ngược liền, ngược liền, không dám nguyện xả thiết Ba La Mật. Chú muốn cho cái đôn thì chú phải cho, sư xin chú cái đôn là chú phải cho, thì xả thiết Ba La Mật mà chú có chạy vô hỏi xin vợ xin con không cho, chú đứt Ba La Mật liền. Phải cẩn thận thì đó mới là đại quy lực. Cho mà không bị cản trở thì người đó có quy lực, còn cho mà bị cản trở người đó chưa có quy lực. Thì tự phải cẩn thận cái Ba La Mật của mình và khả năng của mình. Do đó các quý Phật tử ở trong khuôn khổ của gia đình nhiều cái hạn chế, cho đó chúng ta sẽ làm cho khả năng của mình ở cái Ba La Mật thích hợp của mình mà không có đụng chạm ai và không bị nhứt lên, không bị đứt cái Ba La Mật hạnh nguyện của mình. Cái điều quan trọng thì tự nghe kìa pha. Thì do đó vì những người mà có như vậy mới có đại nguyện lực, muốn đi là đi, muốn ngừng là ngừng, muốn ngồi là ngồi, nhưng cái nguyện Ba La Mật của họ cho bị hạn chế. Còn cứ tới bây giờ không làm được là vì tôi nhiều hạn chế, công ăn việc làm, đời sống gia đình, hoàn cảnh khó khăn, đủ thứ chiều hết, nó mới tự bị khở ngại trong cái Ba La Mật này. Tôi nghe kiểu mà nhờ đó mình phải nương theo cái Ba La Mật, mình phải thích hợp, phải chưa? Sáu quả phước báo của người có Ba La Mật sẽ đón nhận được ngay kiếp hiện tại, cho dù họ chưa đắc đạo quả. Và kế tiếp nữa là chúng ta có 10 pháp Ba La Mật, ta gọi là gì? Thập độ, 10 pháp Ba La Mật. Pháp độ, 10 pháp Ba La Mật, ta gọi là 13 pháp thập độ. Được chưa? Độ là gì? Độ ta và độ chúng sanh, nên gọi là pháp độ. Quý tử nghe kịp ha. Độ ta và độ chúng sanh, nên gọi là pháp độ. Pháp độ thứ nhất hay là pháp Ba La Mật thứ nhất là gì? Xả thí. Thứ hai là trì giới. Thứ ba là ly dục. Thứ tư là trí tuệ. Thứ năm là tinh tấn. Thứ sáu là nhẫn nại. Thứ bảy là chân thật. Thứ tám là chí nguyện. Thứ chín là từ ái. Thứ mười là hành xả. Mười pháp Ba La Mật người tu
phải chọn một trong mười, mỗi một kiếp phải làm được một. Chứ tôi sẽ ngồi nghiền ngẫm trong mười cái pháp ba la mật này, thứ hợp là nào, tôi mới chọn ra cái đó. Và một ngày tôi sẽ hồng sống trong hành nguyện đó, một tuần tôi sống trong hành nguyện đó, một tháng sống trong nguyện đó, một năm trong nguyện đó, cho cái tiên một đời tôi mới sống trong hành nguyện đó. Một kiếp chỉ cần một độ mà thôi là đủ rồi, chứ quý vị không cần phải làm hết 10 pháp ba la mật này. Tôi nghe kịp ha, rồi chưa? Rồi nhưng chúng ta xả thấy, chúng ta xả thấy nó có ba loại xả thấy, đúng không nè? Xả thấy cho phước trở lại làm người, xả thấy cho phước trở lại làm người là trời, xả thấy mà chúng ta là xả thước cho được giải thoát niết bàn. Cái đó gọi là xả thấy ba la mật. Vậy thì khi mà bảo cái xả thí mà chúng ta làm mà cho quả phước trở lại làm người được đầy đủ tài sản của cải là quả phước của nhân. Quả phước mà cũng tự rời khỏi kiếp làm người trở thành trời, đi sinh về khỏi thiên cung, ở thiên giới, đầy đủ tài sản của thiên y, thiên giới, thiên sắc, thì cũng tự là quả phước của nhân, có thiên. Quả phước mà tự làm ở đây thì cầu mong sinh được giải thoát, niết bàn, tránh giết sinh già, đau chết, phiền não hay luân hồi. Đó là quả phước mà quý tử xả thí mong cầu niết bàn mà phải thức ba la mật, xả thí ba la mật. Tự nhiên kịp ha. Như vậy thì xưa nay quý tử bố thí quý tử cho ra, mỗi xưa nay quý tử bố thí cho ra thì quý tử sẽ thấy mỗi một cái đều có cái tác ý, mà hôm nay chúng ta có tác ý nữa. Và sau ta học hỏi ta những tên á thì ta tác ý nào thì cho xem biết. Quý tử cũng tác ý hôm nay quý tử xả thí cho ra nhân thiên hay là giải thoát, tôi cho xem biết. Quý tử thấy hôm nay quý tử xả thí nào, xả thí giải thoát qua rồi, đúng không? Quý tử xả qua qua phước báo và xả thoát sống nào, hiểu chưa? Nếu như kiếp này chưa được giải thoát, quý tử kiếp sau không có là đầy đủ tài sản của cải nha, xin ra nghèo khổ tiếp tục xả thí tiếp để mà được giải thoát thôi, để mình đi tiếp hoài con đường giải thoát mà. Do đó đó, có nhiều người nghe quá, chúng ta thấy phước báo chúng ta được sinh trở lại người là trời, là phước báo hữu lậu. Phước báo mà ta cũng được giải thoát là phước báo vô lậu. Thế là nghe kiểu ha, được chưa? Được chưa? Hiểu rồi ha. Như vậy thì khi mà quý Phật tử làm bất cứ một việc thiện nào, quý tử phải coi cái tác ý của mình, chính cái tác ý đó nó trả lời cái việc là của quý tử đó, quả báo gì sẽ trở sinh là cho quý tử ngay tại đó. Quý tử nghe kịp không? Xách cái túi bịch bắp mà đem vô đây, quả của báo trở sinh là cái gì biết không? Quý tử hiểu không? Đó, quý tử nghe kịp ha. Do đó đó, quý tử phải hiểu tội một cái đó. Quý tử nhớ nha, tác ý. Giờ nhìn cái tâm mình thấy được tác ý mình là cái gì, lúc đó quý tử có được câu trả lời, quả báo trọng quý tử liền. Quý tử nghe kịp ha. Nếu như người mà xả thí mà nhân thiên, người nhà thiên mà nhân thiên lựa chọn đối tượng để làm việc thiện, với những người mà xả thí cầu để giải thoát, mượn chúng sanh để thực hành nguyện,
muốn, con đang lựa chọn. Hai cái nó khác nhau. Quý tử nghe kiểu mà cái nào cũng có tính hết á, không tính làm đính à. Cái nào tu bây giờ phải tính nhiều lắm. Quý tử mà tu mà quý tử không tính á là quý tử cho là nhiều lắm. Xin nói thật, quý tử tính mà cái gì mà trí tuệ, chứ mà tính hơn vua, tính mạnh yếu không có. Tất cả mọi bây giờ quý tử càng học nhiều là quý tử càng phải tính toán thật nhiều, chứ trí tuệ của mình phải cân nhắc từng mỗi hành động, từng mỗi cử chỉ, từng mỗi lời nói, từng mỗi suy nghĩ, từng mỗi thân lời ý, nghiệp báo chúng ta phải cân nhắc hết á, thì quý tử mới làm được, chứ không phải là sống thừa thải như xưa này nữa. Đó là người bậc Bồ Tát phải suy nghĩ cân nhắc. Cái này là chúng ta làm cái phước báo. Vậy thì khi quý tử thấy đối tượng nó có hai cái tâm lên liền, lựa chọn dân mượn. Quý tử nghe kịp không? Thấy người học sinh đến, quý tử có hai cái tâm quý tử liền, cho và không đánh cho. Quý tử nghe kịp không? Người đánh cho là vì mình thích tội nghiệp hay là hoàn cảnh, ta cho, quý tử làm, quý tử cho là nhân thiên. Thấy người có đáng đến đó, vừa đến ta cho liền, là ta mượn, ta bổ túc và làm mặt, làm mau, làm lẹ, làm nhanh. Ta biết vô dẫn rồi, ta biết không dẫn rồi, thì lúc đó ta phải thực hiện. Cái ta nghe kịp không? Hiểu lên nè. Do đó đó, có một Phật tử hỏi sư, trên đường đi mỗi ngày sáng con ra tới đầu ngõ là thấy một ông homeless. Họ đứng xin với con với cái tờ bản, mà con nghi ông này không thể tốt, ông này không biết thật là tốt để mình cho tiền không đó. Ngày nào cũng thấy đi ra cầu ngõ là gặp, mà con không có con đường nào khác hơn thì con gặp ông đó thì con nên cho hay không? Thì sư mới nói cái ba la mật của cô cho, hay là cái cô đang cho với cái tâm nhân thiên. Ba la mật thì mở mắt ra trời, thấy tới đường liền, thấy vừa thấy mỗi cái là mở cửa bằng hạ cửa sổ xuống đường, rồi bắt đầu nay sẽ đi tiếp nhưng hình nhân để đạo quả được bằng. Quý tử nghe kịp không? Còn quý tử nhìn thấy như vậy đó không được, cái hỏng tán nguy hiểm, ông này gạt, ông này giả muốn xin tiền này tối vụ hồn cho nhân thiên. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp ha? Do đó đó quý tử tự sẽ thấy cái pháp ba la mật này không phải là người ngu, hay là pháp ba la mật này không phải là người có trí tuệ, nhưng mà thật ra đó, cái đó trí tuệ nó còn cao hơn cái hàng mà nhân thiên. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử thấy cái xã hội của người Mỹ này, nó quản lý con người này người ta gọi là gì? Siêu cộng sản, chứ không phải là cộng sản, nó quản lý con người thô thiển. Quý tử thấy không nè, nó cần tổ nhân phố, nó cần công an khu vực, mà đi đâu nó cũng biết hết. Thì quý tử thấy không? Cái ba la mật đó là vậy đó. Cái người mà phán đó là như vậy đó. Nó hơn cái người nhân thiên là chỗ đó đó. Còn nếu quý tử sẽ thấy đắn đo lựa chọn quả phước báo cho là mình cũng đắn đo lựa chọn chỗ sanh lại cho mình. Còn nếu mình gặt hái vỗ cái chấp anh là mình gặt hái thì đâu có chậm trễ đâu. Quý tử nghe kẹp ha? Thì cái tính đó đó là nó ra cái đó. Mình nghĩ cái gì đó, nó sẽ cho mình cái đó. Thì mình hưởng lấy cái đó, rồi mình trả lời cái câu mà mình đã làm trước đó. Nghe tự nhiên kiểu ha. Do đó cái tu tập của mình tự cũng vậy thôi. Gì giới? Nghe tự sợ đức giới không? Nghe tự gì giới, sợ đức giới. Nha. Nghe tự mong cầu được hưởng phước báo không? Tiền. Quý tử mong cầu là gì? Giải thoát không? Quý tử thấy tên đó. Thế nào? Trì giới mà sợ đức giới
là không nên gặp người để mà nói chuyện về giới. Gặp người để nói chuyện về giới dễ là đứt giới lắm. Thì giới mà không muốn bị đứt giới là đừng có tiếp xúc với con người, dễ bị đứt giới lắm. Nấp đi, trốn đi, thẳng đi, né đi, ở chỗ khác đi, đừng cho gặp. Thằng lợi ít nói ra là phạm giới đi. Cái đó là chỉ giới của người nhân. Chỉ giới của người tiên là sống trong trạng thái quan hệ chỉ giới mà còn có thể cảnh hội con người này hoặc cái kia, nhưng mà trong chỗ thân quen hiểu biết. Còn trì giới giải thoát, người sửa ta sai ta nguyện chỉ giới, người sửa ta sai ta nguyện tròn giới, người cọ sát ta sai ta nguyện giữ tròn giới, ta người chỉ trích ta sai ta nguyện làm cho được cho mong được đầy đủ giới, là nguyện giải thoát. Càng vúa càng mài, càng vúa càng mài, người đó chỉ giới ba la mật. Thế cái kìa không? Cái tỉnh miền giới ai tập ẩn, một chị giới ở nào? Không dám nói. Thế nghe kìa không? Sợ bị đứt giới là chị giới quý nhân. Sợ hữu quốc, mong cầu được hữu quốc trời là chị giới gặp người chứ mà người thân. Không dám gặp người xa, người lạ. Còn chị giới ba la mật, sang lạ, chúng sanh đều là mượn để mà trao dồi phẩm hạnh trong sạch thân cao của mình, để trì giới ba lần. Tự nghe kìa ha, cái tự là trì giới nào, cái tự là trì giới hạng nào, trì giới là trời chí. Kiểu pháp người ta nghe kiểu rồi chưa. Rồi ly dục cũng vậy, ly dục là lúc đó đó là vượt qua khỏi sự khao khát mong cầu, mong muốn khao khát mong cầu sở nguyện sở thích, gọi là ra khỏi mấy cái này, ra khỏi khao khát, ra khỏi mong cầu, ra khỏi mộng sở nguyện, tất cả đều là ly dục, mong cầu là giải thoát. Họ đó lúc đó đó là ba la mật nó lên. Còn nếu như chúng ta nói tu, bây giờ tự bây giờ đang tu, nhưng mà quý tử muốn được hưởng hạnh phúc, thân tâm được an lạc, phước báo đầy đủ, thì lúc đó quý tử có nhân người với người sống với nhau trong sự an vui, dìu dắt nhau để tu tập. Còn quý tử muốn nhân và có thiên là trong khi đó người tử xa lánh tất cả một thú vui trần gian này, xa lánh tất cả thú vui trần gian này mà quý tử mong cầu để được sanh về cõi trời, được hưởng đầy đủ phước báo hơn và thù thắng hơn mọi người, là quý tử ly dục ở đây mà mong cầu được sanh về thiên giới. Giống như tỳ khu Nanh Đa, em trai của Đức Phật, ngày đó mất cưới, sắp sửa làm lễ thành hôn, Đức Phật giao bình pháp và đi theo bác, đi theo Đức Phật về tới cốc liêu của Ngài. Và lúc đó Ngài hỏi tu hay không tu, vì thương kính thầy anh mình và thương kính Đức Phật, thì hoàng tử Nanh Đa nghe ngày lễ sinh hôn đồng ý xuất gia. Vừa xuất gia xong thì cô công nương là người hôn thê của mình á, ngã lăn xuống xỉu liền, bỏ cái cuộc đám cưới đó. Thì tâm trạng của tỳ khu Nanh Đa đi vào tu sầu muộn bi ai, luôn luôn nhớ tưởng tới nàng công trinh công nương của mình mà không cứ được, mà phải đi theo vị hoàng huynh của mình mà tu, theo Đức Phật mà tu, tu không yên. Tất cả chư tỳ khu đem tiếng nói đến với Đức Phật: bạch Thế Tôn, con để ý ông tỳ khu Nanh Đa ngồi đâu buồn đó, không có phút giây nào được an vui cả. Do đó là ông này không thật là họ tu đâu, thưa Thế Tôn. Câu chuyện nó đến tai Đức Phật, Đức Phật gọi Nanh Đa tới: này Nanh Đa, con có tu không? Dạ bạch Thế Tôn, không tu. Tu có được an vui không? Dạ bạch Thế Tôn, tu không có được an vui. Đồng nghiệp nói dối, nói dối Đức Phật không được. Vì sao không được an vui?
và lòng con luôn luôn tơ tưởng đến nàng công nương của con. Đức Phật nói, này Nanda Đa đi với Như Lai, nắm tay Đức Phật dắt lên cung trời đau lại, lên gặp thiên nữ hù thắng dung sắc. Wow, trời ơi, chưa được thấy, trở về lo con dữ lắm, để sang trời gặp lại thiên nữ quên hẳn công nương. Cái đó là ông đang ly dục của trần gian mà mong cầu của dục của thiên giới. Quý vị nghe kèm không? Do đó đó, có một số Phật tử đến với chùa họ cũng tu, họ cũng nguyện chánh sắc sanh trong cấp tài danh đối với ông tú ăn chay trường dữ dội, nhưng mà mong cầu sanh về thiên giới chứ cõi trần gian này nhiều khổ đau chứ chưa gọi là giải thoát. Cái tên nghe kẹp ha, họ chỉ là đá đè cỏ phút giây này thôi, chờ cơ hội khác cỏ nó bùng lên cháy phát cao hơn nữa và hưởng đầy đủ hơn nữa. Cái đó là không phải là lý dục mà đó là dục ly. Cái tên nghe kẹp ha, vì quý tử hiểu cái chữ ly dục không? Có nhiều người Phật tử vô chùa thu thúc diện mạo, thu thúc lục căn, đi đâu nhắm mắt đó, ngớ đồng tiền mở mắt nhìn thấy có phải có ai không rồi đi con thu thúc. Sống trong sự tươi tốt thấy quý thầy không vậy? Nghe phải ngắn quay lần có ai không phải rồi. Cái đó không phải là lý dục, mà thật sự trong lòng mình đang là dục, dục ly. Quý thầy nghe kịp không? Hôm nay ta nghĩ tại đây, tan thiền. Thời gian đi qua nhanh không? Nhanh quá. Mới đây là tới ngồi thiền. Thật chưa? Chúng ta ngồi thiền, chúng ta tiếp phước báo. Tâm thường an lạc, tâm thường an lạc, tâm phúc tâm thọ, tâm
chiêu quả phước báo này đến cầu an cho Quỳnh Thị Minh Diệp. Ba mươi chín tuổi cho được sinh nở dễ dàng. Mẹ con mạnh khỏe. Xin được cầu an đến Đinh Ngọc Tuyết. Tuổi giáp tuất. Hiện đang bệnh ung thư. Xin được an vui. Xin thành kính. Lâm thì mẹ chia hồi cầu an xin tất cả những người Quỳnh Thị Minh Diệp, Đinh Ngọc Tuyết, Quỳnh Thanh Toàn, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, an tâm trường an lạc, phúc thanh thọ, cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hướng linh, Trần Kỳ Sanh, mất tháng 3 2012 tại Đức. Trần Mỹ Linh, tháng 5 2012 tại Đức. Cô Lâm Thị Mẹ, xin quan nghĩ vào quả phước báo này. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này. Tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại, cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng quả phước như ý nguyện mong cầu, thiên thứ trên hư không địa cầu thượng hư rõ thông mọi điều, tâm vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chung độ lên thiên đàng, cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta và chư thiên phàm thiên cũng là Phật trời vô tượng được mà hưởng an, ước con hồi hướng dân vang, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, tâm ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hậu mạnh ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hướng được phước quy ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng, do sự phước báo mà chúng con đã chăm sạch làm đây, hay là món thiên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trăm ngày vì lai xa, 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 xa. Sao? Thiếu tử hôm nay có dùng ba la mặt để hành gì không? Thì có dùng ba la mặt để hành gì không?
Dạ. Quý Phật tử chưa rửa được ba la mặt nên chưa có dùng được cái ba la mặt của làm thì vâng nè. Quý Phật tử có thể nhìn thấy cái góc độ mà bây giờ quý tử nói là chưa có dùng ba la mặt nên chưa hành thiền được đó. Đem cái khi mà chúng ta có ba la mặt á mà quý tử khai thác á, quý tử có cái đại quy lực, có cái đại quy lực đầu tiên là quý tử sẽ có cái năng lực đó, mà quý tử sẽ thấy cái việc mà hành thiền hôm nay ta ngồi thiền đây đó với cái ba la mặt đó, thì quý tử sẽ nghĩ tới cái chuyện gì, ta cầu được giải thoát chứ ta không cầu được nhân thiền. Do đó đó cái sự giải thoát này đưa đến cho chúng ta sẽ có một cái sự nhận thức là khi chúng ta đến những trạng thái tê nhất mỗi đau này á, mà chúng ta mong cầu cho được mơ hết tê, hết nhất, hết mỏi, hết đau, thì lúc đó là chúng ta còn đang nghĩ tới cái trạng thái của nhân và thiền. Vì sao? Những cái thú vui của chúng ta luôn luôn được mong cầu, những cái sự an lạc chúng ta luôn muốn được hưởng, chúng ta sợ những gì khổ đau. Do đó, đó khi chúng ta mong tới cái trạng thái tê nhất khổ đau, thì lúc đó ta là nghĩ tới con người chúng ta đang còn khổ những điều đó. Nhưng mà đến khi mà chúng ta thấy được cái ba la mặt đó, là chúng ta thấy cái thân này mà có tê nhất mỗi đau cho đổ qua cái vị trí khác cũng có tê nhất mỗi đau, đang ta còn mang cái này, chúng ta còn khó. Ở đâu cũng vậy, người và trời, ở cảnh giới nào cũng vậy, người tốt, người xấu, hạnh phúc thì khổ đau luôn luôn nó có đến như vậy đó. Ta nghĩ tới cái ba la mặt trong cùng ngồi, ta tu tập, lúc đó đó tâm tự khánh kết trong cái ba la mặt đó đó, tự hành thiền, chúng ta theo dõi với cái trạng thái một cách thản nhiên với trí tuệ, nó sẽ qua cái đó. Quý Phật tử nếu tự đối diện với tê nhất khổ đau, giống như quý tử đối diện với một lực lượng nó rất là mạnh mà sức của mình rất là yếu, nếu quý tử mà mạnh hơn đó thì quý tử không có bị tê nhất khổ đau, mà khi mà tê nhất khổ đau mạnh đến quý tử vậy đó, quý tử đang yếu và nó đang mạnh. Như thế thì quý tử lấy cái gì cứ đối chọi, cái gì đấy đối chọi cái tâm nghị lực của mình, tâm dũng mạnh của mình. Và lúc đó quý tử lấy cái ba la mặt đó, tâm gọi là tâm quy lực của quý Phật tử, sẽ đối diện cái đó đó, quý tử có một cái cơ hội mình vượt qua. Sĩ Đạt Ta ngồi dưới cội cây, và lúc đó binh ma và thiên ma đã đến. Ngài lấy cái gì? 30 pháp ba la mặt của Ngài để làm binh ma, đối diện với binh ma, để đối diện với binh lực. Ngài ra đi và Ngài chiến thắng. Khi mà Ngài ngồi dưới cội cây á, mà bình yên á, không có ma đến á, thì lúc đó đó là chư thiên ở quanh bên Ngài. Nhưng mà thiên ma đến nó từ tha quá tự tại, và binh ma đến có vôi cởi xuống để mà có các cả lực lượng đó, thì lúc đó chư thiên bỏ chạy thì chỉ có ba la mặt Ngài ở lại với Ngài mà thôi. Quý tử mới nhớ cái trường hợp đó đó, thì cũng vậy thôi. Khi quý tử đến cái được giai đoạn mà quý tử gặp cái cảm mà nó nguy hiểm đến quý tử đó, lúc đó chỉ có ba la mặt mà thôi. Và cũng một lần nữa là xin nhắc quý tử, khi mà quý tử sống trong đời mà còn bình yên á, mà quý tử không nghĩ tới ba la mặt đó, thì khi mà cận tử lâm chung á, quý tử nhớ cái gì mà quý tử sẽ đi, nhớ cái ba la mặt để chuyển tiếp qua ta tiếp tục tu, chuyển tiếp chúng ta qua cái giai đoạn mới, chúng ta có cái phước ba la mặt để đi mạnh hơn cái phước của nhân và thiên, chắc chắn chúng ta vẫn trở lại là người về trời. Chúng ta chưa được giải thoát, ba la mặt trở lại quý tử trong cái dòng giống cao sang hơn, tốt hơn và có điều đủ hơn, và ba la mặt tiếp tục chúng ta đi trên con đường gì phải được giải thoát và tu tập. Cái đó đó nó đi nhanh vậy, và cái lúc mà cận tử á, quý tử cũng đi bài cái đó, đi bài cái đó. Sĩ Đạt Ta, kiếp trước của Ngài là ở chung trời Tusita, mà kiếp trước Ngài Tusita, Ngài là gì? Thái tử Vesantara. Và Thái tử Vesantara, Ngài hạnh xả thí ba la mặt chánh định chánh giác, từ bỏ sắc tăng này, Ngài lên trời, Ngài trả xuống trở lại, cũng là bởi ba la mặt đi liên tục và không gián đoạn. Do đó đó, quý tử sẽ thấy mình cũng phải đi liên tục và không gián đoạn với ba la mặt rồi đó. Tôi đi rất là tốt và rất là chắc chắn và có hạnh trọng tài. Còn cái tự đi với phước, thông thường cái tự không có mạnh được. Do đó đó, tiếc là chúng ta chưa có dùng được ha. Hồi nãy giờ ta nghe thôi mà ta chưa lựa được ha. Giờ ta biết thì thôi nhưng mà ta chưa được hưởng được ha. Để nếu tự với một tự còn tê nhất mỗi đau nhiều quá ha. Bớt rồi ha. Rồi cái tự có câu hỏi đặt cho sư nghe, thì tôi xin trả lời. Tôi ta ra vậy.
có ai hỏi chúng ta, sư sư nghe sư trả lại được tại nãy sư không nghe tiếng gà gái nữa nè. Hồi nãy sư thấy có cái trạng thái ngủ thiền được nữa nè. Dạ chưa? Rồi, ta sẽ nghe coi quý vị có cái bài phẩm phẩm mắt không? Dạ sẽ nghe coi chứ. Thưa là thưa sư, khi mình chọn ba la mật là lúc nào mình cũng phải sống với cái ba la mật đó? Tốt nhất. Hay là... Tốt nhất mình... Đó là hơi thở của mình, tốt nhất. Chứ không? Quý vị sẽ thấy nó khác nhau liền à. Cái nó lạ lắm. Mà quý vị có thể chưa có thưởng đó. Thì sư nói bây giờ thì cũng thông thường. Nhưng mà có một số quý vị ở đây đã được sư hướng dẫn trong thời gian mà tu học ở chùa Kỳ Viên á. Hiện nay họ hạch lãnh được ba la mật đó. Cũng như hôm nay đó, một số Phật tử ở bên Oklahoma đó, họ cũng hành được ba la mật đó, họ quá hay lắm. Họ thấy cái khác nhau lắm, giống như họ đổi có một kiếp sống mới, mà cái hành vi họ tu tập đó, họ thấy nó vui lắm. Do đó đó, có nhiều người đó, họ dùng được cái ba la mật trong từng hơi thở, trong mỗi phút giây, trong từng đời sống của họ, từng mỗi suy nghĩ của họ cũng ba la mật rồi. Và có khi á, mà quý tử sẽ thấy mình có cái ba la mật đó, mình vui, mình thích mà làm lắm. Chẳng hạn như vậy, mình mượn chúng sanh để mà mình phục vụ cái ba la mật của mình đó, lúc đó mình không có cái trạng thái dừng lại bỏng sản keo kiệt, thấy không nào? Trong khi đó mình dùng mượn chúng sanh để bổ túc ba la mật đó, chúng sanh được vui, mà mình cũng được vui là vì mình được buông bỏ ba la mật mình cao hơn, mình mau được giải thoát hơn, cái đó nó cũng hay hơn mình làm cái thông thường. Hôm đó đó mình làm cái thông thường, hồi trước đó ba la mật mình làm thông thường là gì? Mình thương mình mới làm, mình thích mình mới làm, mình quan hỷ mình mới làm. Còn ở đây á, trời ơi, cái này cơ hội để mình làm ba la mật à, cái mình vui mình làm trong cái tâm mình làm cái đó đó, cái tự sẽ thấy cái hương vị đó đó, cái pháp vị đó nó khác hơn. Hồi đó mình vui mình làm, thích mình làm, thương mình làm, quen mình mới làm, đó đó nó khác nhau nữa. Mà lúc đó mình coi là cái tâm mình rộng lớn hơn, nó không có nhỏ bé hơn. Hồi đó đó mình thương á mình mới làm á, thì mình còn hạn chế trong cái giai đoạn thương mới làm, thích mình mới làm, thì mình còn hạn chế trong cái thích. Còn cái này chúng sanh là chúng sanh mượn chúng sanh để làm ba la mật mình. Trong đó quý tự sẽ thấy nó đến rất là mạnh, chứ cái tâm quý tự làm đó là cái năng lực quý tự làm hết sức là trọn vẹn. Còn đó thương á quý tự cho nhiều, còn không thương á quý tự cho ít, mà thích á quý tự cho nhiều, mà không thích quý tự cho ít. Còn cái này quý tự làm đó thì cho quý tự, thì lúc đó không có đầy, không có ớt vơi, không có thích, không có nhiều, không có ít, lúc nào tự cũng là luôn luôn phải làm. Do đó đó, sẽ trả lời cái câu hỏi, nếu ta làm được thì cố gắng làm trong từng mỗi hơi thở mình trong ba la mật. Thật sự có nhiều người muốn hỏi đến cái ví dụ như là trì giới. Trì giới? Nếu mà mình làm với cái ba la mật, mà mình lỡ có nhà giết một con kiến thì vậy có đứt ra ba la mật. Đó đó, thì đó, tại đó thì trì giới nó có ba loại, nãy sẽ nói ba loại, nó nhân và thiên là giải thoát đó. Nếu người ta muốn trì giới mà cho trong sạch đó, mà của nhân loại đó, của hàng nhân loại đó là không có tiếp xúc chúng sanh nào cả. Đó là tiếp xúc không chúng sanh nào đó là mình mới giữ giới được trong sạch đó. Tại vì đụng cái nào cũng bị phạm giới đó. Giờ quý tử thấy đúng nè, bây giờ quý tử bị bệnh mà ông thầy thuốc á, bác sĩ cho uống thuốc để diệt á, bệnh đó là quý tử đang diệt cái gì? Họ được dùng thuốc. Họ cái đó đó. Quý tử nhìn thấy con kiến mà tôi sợ, chứ thật ra tôi đang giết biết bao nhiêu vi trùng trong mỗi lục viên thuốc mà tôi đang dùng để nhiều cái căn bệnh của tôi đang có. Chúng quý tử thấy không nè, cái đó mâu thuẫn và mình không có một tác ý trong sạch nữa, thấy mình mới sợ, còn không thấy mình diệt được à, không phải gì. Thế tôi nghe kịp à, do đó còn nếu mà ta trì giới mà thiên á, là chúng ta phải trì giới trong cái chỗ thanh thiện, là chúng ta trì giới trong cái hoàn cảnh đang có và thuận lợi ta mới giữ giới được. Còn nếu như hoàn cảnh nó nghịch thì chúng ta không có giữ giới được, ta bị đứt giới, là chúng ta lo sợ, ta lợi trì giới với những người thân ta để những người đó hỗ trợ ta, nhắc nhở ta, nương tựa ta chỉ, và giúp đỡ ta thì ta mới trì giới được. Thì lúc đó là trì giới của hàng thiên sanh trở về đời trời. Còn trì giới của ba la mật á, là trì giới của giải thoát á, là luôn luôn phải đối diện với trường hợp đó. Sư kể cho quý tử nghe tiền thân của Đại Đức Mục Kiền Liên, ngài là một vị tỳ phu. Trước quá khứ ngài là một vị tỳ phu. Và ngài đi đốn cây,
đời sống của ngài là muôn sinh, là vào rừng đốn cây để kiếm củi và bán cho dân làng để có cái sự sống. Một hôm ngài đốn cây, cò ong nó gớm xuống và cò ong nó bể ra, cò ong nó bay hết, thì ngài nguyện liền: tôi không có tác ý giết cò ong này, tôi không có tác ý làm bể cò ong này, bể nhà cửa các quý ông. Nguyện kiếp nào tôi đắc đạo quả, tôi nguyện tất cả những cò ong này làm học trò đệ tử tôi, độ giải thoát hết. Hiểu không? Hiểu không? Tôi không có tác ý giết con kiến. Tôi không có tác ý giết con kiến. Ngày nào tôi đắc đạo quả kiến này là học trò tôi độ nó đắc đạo quả giải pháp hết. Hiểu không? Hiểu nè. Cái đó tao phải làm liền. Thầy người tao đâu có tác ý. Nhưng mà cái đường đi của mình là đường ba la mật. Mình phải đi mà chúng sanh là đối tượng của ta, là lúc đó ta đang hành ba la mật mà. Ta quét ta quét nhà ta giết kiến, ta có tác ý đó, đừng quét. Ta quét nhà ta trong sạch, kiến là chúng sanh đang đứng đến con đường ba la mật ta. Đặt đầu vả tu độ ngài, tu độ ngài, nè đừng lo. Kêu nó bằng ngài luôn cũng được. Đừng cứ đang đi mà. Thế ta nghe kìa phải không? Do đó nó cứ hướng thì của mình rộng lớn đó, nhưng mà không phải đứng lại trong trạng thái sợ hãi, lo bỏ. Xưa hồi xưa Đức Phật ngài còn là Bồ Tát Quy Sanh Ta Rá, ngài nguyện hành xả thí bố thí vợ bố thí con năm pháp đại thí, hẳn là bố thí vợ bố thí con. Khánh Ha và Charlie lên đây cho như là cho ta. Khánh Ha Charlie lên đây với ta, trao cho cha ta tròn vạn hạnh nguyện ba la mật, ngày sau cha sẽ độ hai con đạo quả. Khánh Ha Chali là gì? Là Rahula và Ananda chứ có trước là Khánh Ha Chali. Hãy lên đi với cha, cho cha làm những tròn ba la mật, ngày sau cha sẽ độ hai con thành đạo quả. Ngài phải làm. Cho lúc đó đó ngài nói chứ, xin ai xin chứ không được xin con ta. Thì đâu ngài xong cái đại chiến ba la mật của ngài được. Ngài tự nghe kịp mà. Do đó đó, tuy người tự sẽ thấy có những lúc ba la mật đến chúng tự phải nhìn bởi trí tuệ. Nhìn bởi bài trí tuệ, chúng ta tận đòi chẳng thể thì ta đứng gì đó. Thế thì cũng giống như là khi ta là cái người mà họ còn bé đó, hồi xưa đó, sư đến cái trường là Santa Be đó, sư học đó, từ hồi nhỏ mà thật nên từ trường mẫu giáo vô trường học đó, mẹ sư nói đó, vô đó là không được nói chuyện, tại sư nói chuyện dữ lắm, dạ chuyện lắm, vô là không được nói chuyện. Cái thứ hai là vô là phải ngồi bằng đầu chứ không bằng cuối. Cái thứ ba, chơi như học trò giỏi chứ không chơi học trò dở, đánh xa hết, nghe không? Dạ nghe. Vô ba điều thực hiện vậy. Chứ đứng đầu là bản lớp hết, còn nhật ký, còn nhật ký, lúc nào cũng vậy thôi. Không phải là thói nhan nữa, mang xem là excellent không à. Cái mẹ sư nói, con thì là xấu, má chắc là bất ngờ, xấu hổ chứ có con như vậy. Tôi nói, ủa sao con làm, mẹ cũng lăn. Tại con tối ngày con lo excellent không mà, con không có biết thương bạn bè con không biết chấp vợ bạn bè con, bạn nào yếu con phải chỉ người ta chứ, con đứng đầu bảng không, không giống người ta gì là con mới đứng được đầu bảng. Thế nói, ủa sao đó mẹ nói con á, là phải đứng đầu bảng, không được đứng dưới lớp, mà cũng học giỏi chơi, nhưng mà học giỏi không chơi vậy. Nhưng mà con đã đứng được rồi, con thành tựu rồi, con phải nhắc người ta chứ. Đợi mẹ phải nhắc ra. Lúc đó sự quay trở lại là lúc đó rồi phải lo chỉ bằng yếu bằng kém bằng tiếu. Ba la mật mình là như vậy đó. Hồi nhỏ mà sư, tại vì mẹ sư học, ngày sư, ngày tịnh sử sư lý hồi năm, hồi mà mẹ sư còn nuôi sư còn bé mà. Mẹ sư đã học sư lý, ngày tịnh sử rồi. Ngày dạy gì đó là mẹ sư biết. Mà không có nói, mẹ sư nhắc nhở sư gì. Thì khi ta hồi nhỏ đó, ta nhỏ bé, ta còn non nớt, ta còn yếu kém, ta lo cho ta không à. Nhưng mà tới khi mà quý tử đã thành tựu và cứng cáp dữ dàng rồi, tôi phải lo cho chúng sanh. Mà quý tử đúng là quý tử phải trưởng thành lên để tử tử lo cho mình sao, phải lo cho chúng sanh. Cái đó là ba la mật của Bồ Tát. Do đó đó, lúc đầu tiên quý tử thương cho chúng sanh, quý tử cho. Nhưng sau này quý tử không có cần biết chúng sanh đó là thương hay thanh. Quý tử cứ cho với cái tâm, quý tử muốn văn hỷ cho để mà cho được ba la mật. Quý tử để vượt lên cái vị trí có thương mà cho, thân mà cho, quen mà cho, biết mà cho, hiểu mà cho, gần gũi mới mà cho,
họ không có, không cho, không về, Đức Tự sẽ tái. Như vậy đó, cũng như vậy khi mà Đức Tự là người Phật tử đến với chùa, người thầy của mình quen, mình mới thành, mình mới lại là chuyện, hay mình mới tiếp xúc, rồi còn người vị thầy nào không quen, không biết, không nói chuyện, không tiếp xúc rồi. Đức Tự ở đây có trường hợp đó. Sư nào quen mới nói, còn sư nào không quen làm lơ, thầy nào quen mới lại nói, thầy nào không quen mình làm lơ, có không? Không có, mình phải gần gũi hết á, phải gần gũi hết á. Rồi cái thứ hai, cứ tự vô trong nhóm gần với nhau mình mới chơi, còn không gần nhau cũng chơi, thích với nhau cũng ngồi với nhau, còn xa cũng ngồi với nhau thôi. Thì tự thấy không nè, thì tự có cái đó không? Có phải nhiều không? Thì phải ở chút chút. Cái đó nó chưa nó bà làm mạng. Cứ tự phải đến gần những người yếu, cứ đến gần những người chưa biết, đến gần những người chưa quen, những người chưa hiểu, cứ phải đến nhắc nhở chỉ dạy. Lúc đó bà làm mạng cứ tự lên chứ. Vì là bà làm mạng chưa lên á, tại vì cứ tự sợ bà làm mạng, sợ người chữ, chứ gần người chữ mới tới. Hồi xưa lúc Phật ngày ngày còn Bồ Tát, ngày xả thân cho cọp ăn mà. Nhưng để ngày cũng dám gặp cọp hả? Thì tự thấy không? Sư kể của tự nghe câu chuyện này, tự nhớ. Sư không có quên mà sư kể cho tự nhớ. Ngài tịnh sự, ngài nói với sư một câu chuyện mà sư sợ lắm, mà sư chưa có dám làm. Bạn của ngài tu hành đầu đà, ngài tu hành đầu đà, bạn của ngài bị lâm bệnh ở trong rừng già. Ngài nghe người lội trong rừng già để thuốc nhân cho cứu bạn của mình, cùng một huynh đệ nhau tăng xuất gia hết á. Ngài đang đi nửa đêm khuya, đang đi suốt như vậy tới người bạn của ngài, con cọp nó đứng giữa đường. Giữa đêm khuya ngài nhìn thấy con mắt nó đỏ ngầu thôi à, chứ không thấy rõ phía màn hình đó là con cọp rồi đó. Nghe cái mùi khét của con lông cọp nó tới rồi đó. Ngài đứng cái định thần ngài nói, nếu tôi có tâm trong sạch đến đem thuốc cho bạn của tôi, cho tôi được an lạc, không gặp điều nguy hiểm về tai nạn. Nguyện ba la mặt liền. Thành con cọp đến một hồi cái định thần xong cái cọp nó bỏ đi cách nhẹ nhàng, thì ngài tiếp tục đem thuốc tới cho bạn. Còn cái đồ tử sao? Không có thể chạy được không? Chạy kịp không? Đó, cái câu đó sư nhớ hoài. Ngài sư học với ngài tịnh sự đó. Đó, sư được cái may mắn lắm, sư được diễm phúc lắm, sư học với một vị minh sư dạy sư kỹ lắm. Cũng như sư có một cái may mắn là sư có người mẹ sư chỉ lưỡng dạy dỗ sư từ hồi nhỏ, uống lắm sư kinh không lắm. Sư hôm nay sư nói là cái lời chân tình, chân ngon mà sư nói là cái lời. Theo đó đó, sư được hưởng được hai cái nguồn di quấn tối hậu của mẹ và thầy đó, cho sư uống lúc là gì? Là tốt. Tốt hơn, thì tốt nữa, thì tốt cho mình, thì tốt mọi người. Cái đó mới được, đó là mẹ dạy. Còn qua trường đạo đó, thì thầy dạy nó ba năm nào. Đi từ bài tay. Lúc đó đó mình không làm được, tự không có tiến bộ được. Dạ xin xin. Sư đã thấy con ba con nói là tốt ráo là bố thí, là bố thí là mà con biết mà mang ở đó con hỏi. Con đi xuống trên trên ở đó bên Bến Đò Tân Lập, đi qua bên núi Vĩnh Hoàng, Vĩnh Phú á, tại Tân Lập là chỗ lô ăn cái sông mà mùa nước lũ tháng 7 mưa ngâu đó. Thì lúc đó thì tối rồi, cứ mấy bà bắt ở Bến Đò là cô Tân Lập con gái mở Bến Đò này mà đêm phức tạp lắm. Cái con bước chiếc ghe ngang đưa vào đồ qua sông, mấy trăm đưa đồ qua sông, mấy chiếc ghe ngang còn xuống được xuồng ngang nhỏ này nè, có một cái lỗ mà nó két xi măng lại két rồi trong này nó két, nhưng trên xe ghe quá nhỏ, từ cái xuồng bằng cái đá nó két vào chai đó. Dạ biết rồi. Đây mà nước đổ dữ lắm, nhà nước nó cấm không cho lúc ngang ngang sông. Con nguyện Quán Âm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, con đi cứu một người để về họ cứu muôn người, bởi vì bạn con là bác sĩ mà chỉ đói trong tù. Con đi một người cứu muôn người, xin mẹ độ hộ, xin ngài độ hộ cho con qua sông được, em đeo đồ này để cứu một người, để cứu muôn người.
con đã tỉnh hết sợ qua cái bệnh kia, thấy chết qua cái bệnh kia thằng Quang. Lên đây, tôi chửi cả ông cái đầu. Ta không cho nước ngủ, nước đủ qua xong mà về dẫn qua. Con mới lên, thấy bà bình tĩnh, mà nghĩ anh công an, anh không phạt bà tôi, đổ tôi, thầy còn nghĩ anh đưa qua xong. Con cũng nguyện trong lòng, nguyện xin Bồ Tát để cho mọi sự bình yên. Con được bình yên luôn. Con thấy rõ ràng, con đương đầu với cái chết mà con vẫn bình tĩnh. Cái đó có phải bà là bà không sư? Để sư học cái đó. Dạ, con đưa đầu với ba, đưa đầu với chết mà con vẫn bình tĩnh. Cái con nói sao? Đầu đó để tối nay xin ghi lại để xin nguyện. Dạ, con nguyện. Con biết đâu con đâu vậy, con nói là chết. Bà học lúc ra, bà học lúc ra là con làm vậy đó. Rồi chưa? Rồi con nguyện một tỉnh nào còn thắc mắc cái con họ là cho xin nghe. Dạ, xin nghe. Thưa sư, có trường hợp nào mà mình có cái tính ba la mật tự nhiên? Tức là mình không cần có ba trường hợp có tính ba là tự nhiên, có ba trường hợp có tính ba là tự nhiên. Niyata Bồ Thí Sát Tá, tức là Bồ Tát bình cũ, là ba la mật thường hành của họ không thay đổi. Tức là cái vị Bồ Tát mà được Đức Phật thọ ký rồi đã trở thành Niyata Bồ Thí Sát Tá, tức là Bồ Tát bình cũ. Cái đó là họ đã viên mãn và thành tựu ba la mật, là chỉ chờ cái ngày mà thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác đó thôi. Đó là ba la mật tự nhiên. Cái thứ hai nữa là bắt các vị mà thất lai, nhất lai và bất lai, các vị đó là luôn luôn họ trở lại kiếp làm người ở trên cõi trời, đi lên xuống 7 lần hay 1 lần, họ có ba la mật tự nhiên, họ không có cần phải mà bị chấp ngã hay là họ bị đứt nữa, họ đi tiếp tục luôn. Cái đó là bậc thánh, mà những bậc thánh thấp. Cái thứ ba nữa là những cái bậc mà đang nguyện ba la mật từ trong tâm ra lời và nguyện cho tới những bậc thọ ký liên tục như vậy, họ sẽ có cái thường nhiên ba la mật của họ, ba điều kiện mà có. Còn ngoài ra thì không có thể thường nhiên. Xin nghe. Dạ, thưa sư, nếu mà mình muốn có cái ba la mật trong cái hành động của mình thì mình tập hay sao? Phải tập chứ. Còn không đó, mình vô ba bệnh viện mình xin thêm hai cái lá mặt nó gắn vô nữa thì mình được ba. Dạ xin nghe, dạ xin nghe. Con đi một chút cái nhà. Còn cái cây này trước mặt, còn cây. Dạ. Rồi. Con nghe nói rằng hiện ba la mật thì con cũng có, nhưng mà con nói nghe mấy thầy nói là mình hành thì mà mình miệng ra đó thì sợ nhiều khi có những cái mà thử thách đó là mình không có thành được. Yeah. Cho nên con muốn làm từ lâu nhưng mà con không có dám nguyện, không dám nói. Dạ, không dám nói, nghĩa là trong tâm muốn. Thì mình muốn hành vậy mà con cứ nói nha. Cô nói cho sư nghe đi, không sợ đâu. Mà con sợ là bị như vậy này, con muốn biết là như vậy. Thứ nhất á, là tại vì bây giờ tại bài học này ta chưa xong á, thì sư muốn nói cho quý vị nghe. Thứ nhất á, khi nguyện ba la mật á, là tuyệt đối không được nói ra tất cả cho những người xung quanh, ngay cả người thân trong nhà đừng nói. Tại vì sao? Họ bị thử thách, nên bị thử thách. Quý vị nghe kịp không? Do đó ngay cả sư nguyện chánh đẳng chánh giác hoặc trí tuệ thì sư không nói cái hành nguyện ba la mật của sư là loại nào trong mười cái này cho quý vị nghe. Quý vị nghe kịp không? Cứ mò đó mò tới mò luôn cũng được. Quý vị nghe kịp không? Chứ quý vị không biết là góc độ nào. Quý vị nghe kịp ha? Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, trong 10 cái ba la mật mà mình nguyện đây á, là mình phải lựa cái nào mạnh nhất mà mình có khả năng mình làm được nhiều nhất và không bị gãy đổ nhất mình mới nguyện, chứ đừng có nguyện cái nào yếu nhất đều để vào thử thách. Có những người đó họ không có khả năng trì giới, phải không nào, hay họ không có khả năng xả thí, đừng có nguyện cái đó. Thì hỏi tại sao họ chọn cái đó, thì mới nói tại sao mà chọn cái đó. Họ nói chứ con yếu con phải nguyện cái đó để con trao dồi, trao dồi được nó đứt làm sao. Thế tôi nghe kèo không? Do đó mình phải mạnh nhất.
mình phải mạnh nhất để mình hưởng nhất, mình lấy cái được cái đó nhất, và mình không bị hoại, bị đứt nhất. Cái đó là cái nguyện đó đó, từ sau sẽ nói rõ thêm. Thì là khi mình nguyện đó, thì mình phải lựa cái nào mạnh nhất. Chẳng hạn, cái người mà họ nguyện mà chân thật ba la mật, là họ biết là cái đó là mạnh nhất của họ. Họ sống cuộc đời của họ chân thật, hành động chân thật, lời nói chân thật, ý nghĩa đó chân thật, thì họ nguyện chân thật. Họ thà chết chứ họ không nói lời gian dối, họ không có lời nói sai chặt, họ không có hành động sai chặt, gian dối trước mặt hay người khuất mặt, họ cũng vẫn là người trong sạch. Thì đó là họ nguyện chân thật. Nhưng mà lúc đó đó, mà cái người mà đi buôn đi bán đó, thì nguyện chân thật là kèm. Tôi nói thiệt cái chị, tôi bán thì bán dốt không đó. Thì tôi là nguyện chân thật. Tôi nghe theo không? Do đó đó, thì cái nào mình biết, mình có chân thật, nhưng chân thật trong gia đình. Nhưng mình ra ngoài đời mình đi buôn đi bán, còn hoàn cảnh đó thì mình phải lựa cái pháp khác là tâm từ ba la mật. Thì lúc đó đó mình đổi qua tâm từ ba la mật, tại vì mình bán mà làm cho mọi người được ăn vui, người mình được vui mà họ cũng đã ăn vui, không làm cho hại cũng chúng khanh khác nhiều hơn, mình hạnh nguyện từ tâm từ, chứ đừng nguyện chân thật. Tôi nghe kịp không? Nếu không thì mình tự luôn. Vậy đó đó, không có nói ra là bị quên. Dạ còn ai còn có mắt dạ xin nghe. Dạ bà sư, sau khi đã chọn được ba la mật rồi thì cái thủ tục để mình nguyện phải đến trước mặt sư hãy ra công ty mình ghi danh sách. Dạ. nghe cái thủ tục thứ sáu phải nghe cái công ty chứ nghe cái gì bằng cái thủ tục gì nữa vậy bác chạy đáp lại có đảnh để với sư hay là đúng đúng hoặc hay làm sao như thế nào với tay nghe kẹo không sao nghe cái danh từ sẽ ớt à chứ chứ mình mỹ hỏi cái câu khác thì đừng có nói cái thủ tục đó nha. Thì khi mà quý tử đã nghe xong, nghiên cứu xong, hiểu biết xong, rồi người pháp ba la mật mình ưa thích cái nào mình nhất rồi đó, quý tử xong đó rồi tới nghiền ngẫm đi, đừng có lo gặp sư sẽ giải thích cho quý tử, rồi quý tử sẽ nguyện chính quý tử chứ bằng thờ Phật và nguyện cách thức thế nào sư sẽ hướng dẫn cách dễ dàng, cái đó dễ lắm. Còn sau đó đó cái ngành nguyện ba la mật quý tử sẽ đi nói hết mọi người đều biết, không có nói gì để sai chặt đâu. Anh nói sư xong rồi nói cùng. Phải dẫn tôi đi không phải. Rồi bây giờ tôi đặt có thắc mắc nữa. Tôi tưởng nghe, bây giờ xin nghe. Dạ, khi nào mình chọn một lần rồi mình, nếu mình bị lần đổ lại. Không được. Cái đó là đúng không? Phải là chính chắn, trong cái lượng, nó luôn được. Là hàng mua rồi xin miễn trả lại. Đấy, bị trả lại thì cứ coi, bởi vì có cả xe hoài nổ. Xe hoài nổ. Cái đó quý vị phải bài cạn sức thật. Quý vị tôi căng thẳng xin nhắc quý tại hoài. Đức giới á, quý tôi có thể xin là giới, nguyện là giới, nhưng đừng đức ba la mật. Nếu tự nghe kịp ha, đừng nên đùa mà bị mắc cái uổng lắm, tội nghiệp lắm. Có gì kia họ sẽ chắc kêu đức giới, còn con đức ba la mật có lấy băng keo giác là được không chứ. Họ sẽ như thế đó. Mà cái đó bị sư nha, chứ không phải là Phật tử đó. Họ sẽ chứ con bị đứt chứ đứt ba la mật con lấy bằng keo nhát này không, sẽ nó mua bằng keo nào cũng nhát được hết á, đắp thép cũng nhát được đó, đừng nói rồi chứ. Thì còn cái nào thắc mắc nữa? Cái ly dục mà nãy sư giảng bằng ly dục phần nhân á thì sao ạ? Phần nhân á, yeah, là quý tử chỉ làm trong thẳng cái đè ức chế cái dục lạc của mình ngay có con người mình thôi. Mình muốn muốn lắm nhưng mà phải đè. Giống như quý tử thấy ngay cái ngày mà quý tử bóc con trai đó, cái ngày đó quý tử không được nghe đàn ca xứng hát, thì quý tử thấy lúc đó cái tâm quý tử nó trạo trực khó chịu lắm. Nghe ai mà hát cái bài nào đó mà mình mà tủ của mình là nghi của mình cái đó, cái lòng mình sốt sáng lắm. Nhưng mà cái này ngày hôm nay thì tôi nói thiệt chứ anh, là tôi bắt con trai chứ không phải kẻ cả đó. Cái đó là ly dục thì cũng nhân. Chúng ta nghe kẹo không? Còn ly dục có thiên là trao đổi. Ly dục có thiên là như thế nào? Là cái tôi đè ném này, ép cái lòng mong muốn này, tham muốn của mình, dục lạc của mình đây đó, để mong được lên trời được xuống hơn.
cho nên cái dứt khoát để mình gọi là được giải thoát, đó là ly dục thiên. Cái đó nên đó, cái đó mình chỉ trao đổi mà thôi. Quý thầy nghe kịp không? Còn cái kia nhân đó là mình đè nén, còn cái thiên là mình trao đổi, bỏ cái ít mà lấy cái nhiều, bỏ cái dở lấy cái ngon hơn, thì thôi chứ không có gì hay hơn nữa cả. Đó là ly dục có thiên. Còn ly dục giải thoát đó là mình không có ba hai mấy cái trường hợp đó. Tâm cầu giải thoát, tâm cầu giải thoát, khen chê hay là rồi người ta nói chứ giờ ơi, sống có bao nhiêu năm đâu mà mình đè nén chứ nó khổ, cho hủ hết dục lạc thì người ta đó. Thì lúc đó đó mình mới thấy là người ta chê mình, người ta chỉ trích mình, trong nguyền của mình vẫn lúc tục mình lo không được, mình giải thoát, giải thoát, giải thoát, giải thoát. Cái đó gọi là ly dục. Dạ, ba năm mà. Thế tự nghe kịp không? Mà sư đã nói lúc đó tâm của mình biết, chứ không phải dư luận như xã hội, con người dòng đời, như báo nói chuyện với mình. Mà tâm của con người mình biết cái đó. Mình sẽ giải đáp cái câu chuyện mình muốn thọ cái ly dục. Thế tự nghe kịp không? Thấy chưa? Nên nó cái người mà nguyện mà ly dục đó, thường thường đó, họ mua nhiều ly lắm. Còn không biết thằng nào hỏi nữa. Sư sẽ từ xa sẽ giải đáp nhiều cái ba la mật đó. Nhưng mà hôm nay cứ tự ngồi thiền thì sao nó cho sư nghe rồi. Có gì thắc mắc hôm nay ngồi thiền không? Tâm còn dao động không? Thì cứ có khúc mắc khó khăn thì cũng còn thiền không? Cho sư nghe. Còn cái ba la mật sư sẽ giải đáp rõ thêm từ xa. Để sư nghe sư thật. Sư lúc con ngồi thiền, có phát là dạ. Thì nhất á là khi mà quý tử ngồi thiền mà quý tử có bị cái tư thế trạng thái mà bật ngửa làm sao đó, bật ngửa làm sao đó, thì nó có trường hợp, ba trường hợp nó xảy ra. Thứ nhất á là cái chỗ ngồi của mình nó quá cao, khi có cái bộ đoàn của mình ngồi hay là cái tòa cũ mình ngồi nó cao hơn bình thường. Trước đây mình ngồi quen trong vị trí nó bằng thẳng là đều thích hợp thì mình ngồi đó, nên mình ngồi hơi cao. Khi sư nhìn cái gối của chú mà là cao lắm đó, do đó đó nó sẽ làm cho mình có một cái tâm trạng là gì sao? Khi mình ngồi thiền á, mười phần á thì chúng ta hết 7-8 phần đó là đa số các hành giả mà không nhìn thấy rõ đó, cái đầu mình hay cúi xuống, đầu hay cúi xuống đâu, tại vì cúi xuống bằng vật cái trái đất phải không nào? Thì vật lý mình học á, tất cả đều cúi xuống, do đó đó. Đôi khi mà cái người mà có sự chánh niệm và có trí tuệ thấy rõ đó, thì khi đó họ kéo người họ làm, họ kéo người họ làm lại, còn không mà họ cứ cái lưng thụng xuống, đầu mình gục xuống là vậy đó. Thường như vậy tại vì tôi không thấy mình thôi, trong khi đó mình lo chánh niệm nhiều quá, còn không khi lúc đó mình định nhiều quá rồi, định tới cái ngũ thiền mà đó mình không cần biết được nó đó, thì lúc đó mình không cần kéo sữa nữa, thì cái đó sự khó nói cái trường hợp đó đó. Rồi đó đó thì lúc đó mình có sửa, nhưng mà đa số là vậy đó. Thì khi mà mình lo chăm chú đó, chăm chú đằng trước đó, thì cái ngồi cái chỗ ngồi cao đó làm cho mình mặt nữa càng sao dù có một cái tình dục mình. Cái thứ hai nữa đó là khi mà mình ngồi như vậy đó là cái ngũ quyền đó mình không có theo dõi cho kỹ, là cái thân mình qua lo chú trí lo chú tâm nhiều, hay là lúc đó mình bị tê nhất qua đau mình bị chú tâm nhiều, chứ mình không có theo dõi cái ngoại thân của mình nữa. Mình lúc đó mình đang nội phát, nội tâm mình đang theo dõi nhiều đó, cái lúc đó nó làm cho mình giật mình. Cái giật mình là nó nói rằng là nó có mặt ở đây là sắc pháp. Cái thứ ba nữa đó, lúc mà quý tử mà bị trạng thái bị giật mình đó, là có trạng thái lúc đó đó là mình ở giữa cái niệm và cái định, không có đi qua một cái vị trí nào, niệm cũng không mạnh, định không mạnh đó, làm cho giật mình lên đi. Thì mấy lúc đó mình thấy rằng là niệm mình không có ghi nhận được cái thang này, định mình muốn chú ăn chú được cái đề mục, cái đó mình mới giật mình. Cái đó ba đi chuyện nào nó xảy ra. Dạ. Thôi chưa, con cái cho hỏi sư trở lại. Dạ xin nghe. Con có câu hỏi là lúc đầu thì mới tập thì con thấy đau chân. Dạ. Dần dần thì bây giờ chỉ có thấy tay đau mà nó nhẹ bớt. Nhẹ bớt thì dạ. Dạ, như vậy thường là bình thường sao? Không, chưa có cho gọi là bình thường. Quý tử nghe kịp không? Dạ. Quý tử có thấy cái bác sĩ đó nó cho cái người bệnh đó là khi cái người vô khám bệnh đó là họ người khỏe đó, họ đại chứng BT phải không nè, khi họ bệnh tới khi mà đùng cái ngày sau họ chết, họ
cũng đại chữ BT. Cái người nhà mới nói, ủa ngày trước tôi thấy ông cũng đại chữ BT, người nhà tôi mà kỳ này người nhà tôi chết, ông đóng BT là sao? Hồi trước người ta nói bình thường cái sao bó tay mà. Mình thân nghe kẹt lắm. Hả? Mình đọc được bình thường cái này bó tay. Do đó người ta đừng có coi thường cái Vasana này. Ngày hôm nay cho ta thấy bình thường dòng mơ đã lớn mạnh hơn. Lúc nào chúng ta cũng phải chánh niệm và tỉnh giác, lúc nào cũng phải trạng thái là đề cao cảnh giác hết á. Ngay cả sư cũng vậy thôi, ngay cả sư cũng vậy thôi, không có khi nào nó giống bình thường. Nó xé rồi nào nó xé, nó muốn đau rồi nào đau, nhưng mà mình thấy là tâm mình không đau, thân mình có đau, tâm mình đau, cái đó mình qua được một giai đoạn, một lần vượt cấp lên rồi đó. Và từ đó mình quán sát trở lại đó, là mình gọi là tệ quán đó, và mình lên một cấp nữa đó. Chứ thực ra đó thì không có bình thường. Tại vì sao? Quý vị tôi thấy rõ, chứ đại không bao giờ có trong xã hội của nhân loại ngày hôm nay, với khoa học ngày nay không có ai có trường hợp này đó. Quý vị không bao giờ có thể thấy khoa học mà giải đáp là nước với lửa đi chung với nhau không? Không có. Mà tứ đại mình đắp nước lửa gió trong một khối. Quý vị thấy rõ, nước với lửa nằm trong cái tứ đại, mà tứ đại nó nằm trong cái sắc thân này, thì quý vị thấy không? Nó liên tục nó phá. Do đó lên cái đặc tính siêu lý của sắc pháp là gì? Hoại diệt. Nên không thấy nào cho chúng ta bình yên phút giây nào cả. Do đó đó, mình làm thấy yên đó là mình vượt cấp thôi. Mình tu tập lên, nhưng mình đến cấp khác lên nữa, học võ đâu có phải là yên đâu. Bên đây lên một đai thôi chứ chưa chắc là xong. Còn lên đai nữa, lên đai nữa. Mà học xong rồi ra trường mà chưa chắc là xong. Gặp rồi ngoài đường đó, đúng không? Còn lớp cấp nữa, gặp nó lên, xin chưa có cái đó. Để nhất quyền nai sợ giao hoa đánh đét. Cái đó là cái câu đó đó. Chưa cái đó đó. Tôi kể kêu là nên đó, Vipassana là như vậy. Chỉ tới khi nào là đạo quả mà thôi. Xin nhắc vui tự nghe Đại Đức Ananda thông suốt 84.000 pháp môn, ngàn nơi là chư tăng càng có mặt để mà cái tập tâm tạng lắm nè. Không là tạo nè. Nhưng mà lúc đó Ananda lấy hết kiến thức của Phật dạy trong suốt 45 năm mà Ananda tới với chư Phật được học làm thị giả rồi đó. Nghe pháp được 84.000 cũng đâu tìm ra được con đường đạo quả đâu. Buông bỏ, mệt. Nguyên một đêm thức, nguyên một đêm đi thì tôi không được. Tới nửa đêm gần sáng rồi, bắt đầu thôi. Bỏ cuộc, ngã người xuống đất của ba đạo sàng. Người tự thấy không? Tâm tới mức đó rồi đó, thông suốt tâm tạng rồi đó, hiểu biết đó là giải Đức Phật rồi đó. Biết bao nhiêu người đắc đạo quả được biết hết đó. Đức Phật nói chuyên bố mình để đắc đạo quả đó kia. Ananda nghe hết mà. Ananda nghe hết tất cả mà. Giống như mà bây giờ sẽ có một người thị giả ngồi ở đây với sư. Rồi tất cả các Phật tử là trình pháp sư. Sư nói cái vị thị giả đó nghe nhiều nhất hả? Nhưng mà cái người đó chậm nhất không? Ví dụ như chưa nói. Người ta hiểu không? Hiểu không? Người ta hiểu không? Do đó đó, mình không có thể nói được cái Vipassana như thế nào mình lượng định được hết đó. Lúc nào nó muốn tới, nó tới. Phải chuẩn bị. Ngày nào ta đắc đạo quả, ta bỏ túi rồi ta mới yên. Còn không là phải lo chuẩn bị quá. Chưa được xong, phải chưa? Nhưng mà mừng, nhẹ lên mừng, chứ đừng buồn. Nghe sẽ nói thôi, trời ơi, nó còn đánh đuổi quá, sẽ sợ. Không có, mình mừng là mình đặt lên, mình được qua nhiều giai đoạn lên. Nhưng mà mình biết là gì, mình còn phải đi nữa, và đi nữa. Cho tới khi nào mà gặp ông sư, không có sư con, mà tới hỏi em gác ở lại tu mà cái anh đi về sớm. Lúc đó xa phú làm thai. Mới tự nghe kìa không? Ngày nào người ta nói câu đó sẽ phải xa thú lành thai. Anh nghĩ cái nào nói sẽ câu đó. Chứ nó cho nó cho anh đáp đâu. Ngày đó hay. Rồi, còn không biết một tiền có câu hỏi nào nữa. Thế sẽ nghe. Trời đang đổ nóng mà không bảo lạnh. Cái lúc mà con gục xuống một cái đó, yeah. Thì con nguyện vô thường vậy có đúng không? Trời đó, con nguyện vô thường. Đó, con vô thường. Dạ, con nguyện vô thường đó. Không, không có ra học bình thường. Vậy là bê tê nữa hả? Quý
quý Phật tử, quý Phật tử nói không, mình lấy kiến thức mà nói nhiều quá là mình tư văn thôi à, chỉ văn thôi à, văn tư tu mà mình đang tu quá thì mình thấy tu thôi, đừng có văn nữa. Mình ngồi mình thấy, ngó thấy, nhìn thấy, nhìn thấy rồi sao? Trời ơi, chỗ này tôi biết vô thường nè. Quý tự nào biết, quý sư muốn nói quý tự nghe, cho quý tự quen cái thằng kiến đó mà diệt. Mình bị bất thường càng đi đó, quen cái thói quen mình mau lắm. Trời tôi thấy là vô thường. Lúc đó quý tự không diệt được cái thằng kiến, mà quý tự muốn là quý tự đánh thấy pháp. Cái pháp chỉ là một phương tiện cho quý tự diệt cái thằng kiến. Cái tu tập sự quả là chỗ đó. Mà do đó đó quý tự phải thấy cái đó. Cái vô thường tới mình thấy không dám nói nữa, nhìn thôi à. Thì lúc đó mới quen được cái thằng kiến. Còn đó chỗ hay quá, tôi thấy được pháp vô thường rồi đó nha. Thì là quý tử trở thành một việc đa nhân quản kiến bác học, chứ không phải là việc thân kiến để mà thành sơ đạo sơ quả. Thấy vô thường là đúng lên một đa nhân quản kiến thì nó sẽ hiểu không? Chứ nó quý tử bị lầm lộn hoài chỗ đó đó. Do đó cái ông thị giả ngồi kia bên là người chậm nhất là vậy đó. Tôi biết hết chuyện này, người ta bị im ru luôn đó, họ chậm luôn ta. Nên nó không nhớ ba làm thị giả. Chết gì hả? Sư làm thị giả đó. Không phải nó làm thị giả sư. Đừng nói gì đau lòng, sư làm thị giả đó. Còn chưa biết tại còn ai thắc mắc nữa. Thấy chưa? Chúng ta nghĩ cả về cứ tự quan hệ chia phần với nhau cả điều.